Đây là được rồi. Hello, chơi chơi chim mến nhỉ? À, cảm ơn. Các bạn ngồi lại rồi đó, tôi không để nhắc nhiều, chúng ta tập trung vào học học kiểu tương tác. Thế nên ra là chúng ta sẽ cứ lần lượt tinh thần xung phong trước để đỡ mất thời gian. Và bạn nào không thì thì sẽ được cộng điểm. Còn bạn nào mà để gọi thì mà không trả lời được thì không những cái còn bị trừ điểm. Thế nên ra là ta cứ biết là tinh thần xung phong. Bạn nào viết thì còn giúp đỡ bạn khác, còn bạn nào xung phong mà trả lời không đúng thì cũng vẫn được cộng điểm. Thế nên là tinh thần đấy là quan trọng nhé, quan trọng là tinh thần xung phong. Hôm nay thì tôi muốn giới thiệu với các bạn một chút thôi, thực ra là cập nhật cái khuyến cáo, nhưng ở đây chúng ta đều nói là cái giảng bài các bạn đọc hết ở trong các cái bệnh học rồi, trong các quyển sách nó có hết, cũng chẳng cần phải nói nhiều. Nhưng cái chính là chúng ta chuyển hóa làm sao là từ cái bệnh học đấy, từ cái khuyến cáo đấy áp dụng vào một bệnh nhân thực tế của chúng ta như thế nào, thì đấy là cái mà chúng ta đọc về cái cách của chúng ta để chúng ta tiếp cận. Thì hôm nay cũng là dựa trên cái khuyến cáo mới nhất cho tới giờ phút này, đấy là cái khuyến cáo điều trị xử trí các bệnh lý van tim theo Hội Tim mạch Hoa Kỳ và Trường môn Tim mạch học Hoa Kỳ là AHCC năm 2017. Thì chúng tôi muốn giới thiệu một số các cái nét chính về các cái bệnh lý van tim. Chúng ta biết là qua nhiều thời gian thì cái mô hình bệnh lý van tim nó thay đổi rất là nhiều rồi. Nếu mà trước đây các bạn đi học, thời các bạn thôi, chưa nói là thời chúng tôi, thì chủ yếu chúng ta mới chỉ được dạy trong cái sách giáo khoa là mấy cái bệnh van tim do thấp, là chúng ta chỉ biết quanh quẩn hẹp hai lá, hẹp ở chủ vân vân. Và chúng ta chưa biết được tới là hiện nay chúng ta chủ yếu lại đối mặt với cái bệnh lý van tim là gì, là bệnh lý van tim do thoái hóa hoặc là thứ phát của một cái bệnh lý khác. Ví dụ một cái bệnh lý van tim nó giãn vòng van rồi nó hở ra thì ta đối xử như thế nào? Một cái bệnh lý van nhân tạo, khi có một cái van nhân tạo thì ta đối xử như thế nào? Thì đấy là tất cả những cái mà tất cả các bạn cần phải nắm bắt được. Thế bây giờ là một trường hợp thứ nhất, 47 tuổi, khó thở khi đi lại nhanh hoặc lên tầng 3. Nôm na thì đây chúng ta nói là Niha 2 hoặc 3 rồi. Tiền sử không có gì đặc biệt. Bệnh nhân đi khám lâm sàng thì phát hiện ra rung tâm trương, tổn tâm thu, T2 mạnh tách đôi ở đấy. Niệm tâm đồ này có gì đặc biệt? À, cao học đây nó cao học khóa bao nhiêu nhỉ chị Mến nhỉ? 27 và nội trú 43. Thế thì bây giờ cao học trước, cao học 27, nhóm trưởng cao 27 đâu, cứ chỉ định một người cứ ngồi chỉ định không cần phải trả lời, còn xung quanh trả lời thì tốt. Bây giờ nhóm trưởng chỉ chịu trách nhiệm chỉ định một người làm trả lời, cứ hỏi cao học thì nhóm trưởng chỉ định, còn hỏi nội trú thì cũng là nhóm trưởng chỉ định. Đúng rồi, đọc lên tim nhanh cần chưa? Bạn nào được chỉ định ta phải đọc ngay. Đây là cái này là có gì đặc biệt? Nhịp nhanh xoang khoảng gần 150. Chụp phải. Rồi. Có T âm ở D2, D1. D2, D3. AVF rồi. AVF nữa. D6. Có T âm ở V1 đến V5 nữa. Cái gì? Sóng T âm ở V1 đến V5 đó. T âm, thì T âm. Cái gì đặc biệt em nhìn vào chuyển đạo và D2 và chuyển đạo V1? Cái sóng P có hai đỉnh. Đúng rồi, một là sóng P có hai đỉnh. Nhưng nhìn vào sóng V1 thì ta thấy như thế nào? V1. Đấy. P nhìn thấy không? Đấy chắc là tầng cái gì đấy? Là đây là sóng gì? Vẫn là sóng P, nhưng mà sóng này chắc là cao nhọn. Phóng P này là phóng P gì? Đấy thì những cái xuyên hơi đơn giản đấy thôi, chúng ta không cần phải học hành cao siêu gì. Bây giờ một cái điện tâm đồ của một cái bệnh nhân nghe lâm sàng như thế thì bây giờ thấy cái điện tâm đồ này có ý nghĩa gì? Tôi biện luận bây giờ, tao coi như tao là bác sĩ rồi, tao biện luận không cần đọc nữa, tao biện luận điện tâm đồ này có ý nghĩa gì đối với cái bệnh nhân này? Cái sóng P mà hai đỉnh thì gặp trong giày giày nhĩ trái á. Cái này thì có thể dùng bệnh lý của van hai lá, hẹp hai lá. Cái T hẹp hai lá nó đại điển hình là bằng cái gì?
V2 lá thì nó là V rộng. Ừ. Thế nhưng mà tại sao V1 đây này là cái gì? Đây. Chúng ta nhìn thấy ở sóng V1 này, rõ ràng V1 có cái điểm rất đặc biệt như này. Nhìn thấy không? Nhìn thấy cái V1 không? Rồi V1 đây. Đấy, nhìn ở dưới đều đang tắt. D2 đây. Đấy. Ừ. Cái V1 này này. Đấy. Không, không, theo học chưa nắm được thì nội chú. Bây giờ đến giờ phút này thì phải đọc điện tâm đồ, nó phải thành thạo rồi chứ. Nội chú. Trưởng nội chú đâu, chỉ phân công. Cứ phân công, mà bạn nào phân công ở trường trách nhiệm. Cái gì ở chỗ V1 đấy, cái sóng P mà nó nhọn đấy là cái gì đấy, tại sao lại như vậy? Em thầy, cái này thì em nghĩ đến một cái nghĩ trái nó dày và nó giãn ạ, tại vì là cái sóng P mà nó có cái pha sâu, cái pha âm sâu ấy, thì là khi mà nghĩ trái nó giãn thì là nó sẽ, cái phần nghĩ trái nó khử cực lâu hơn ấy, thì nó dẫn tới là cái vector khử cực của nghĩ nó sẽ, phần cuối nó sẽ hướng ra xa của V1, âm sâu của V1. Ừ. Cái rất là đơn giản thôi. Nên là ta cũng chưa nắm được. Thế ra cho anh Dũng về trong vòng ngày hôm nay phải đọc, ngày mai trả lời cho các bạn nghe. Nếu không trả lời được thì coi như là chưa hoàn thành phần điện tâm đồ nhé. Cái này nó rất là đơn giản, không có gì là khó cả. Nên chỉ hỏi những kiến thức rất rất đơn giản. Đây là một cái P2 pha. Có đúng P2 pha không đã? Đây không phải là sóng P âm đâu nhé. Nếu mà chúng ta đọc sóng P âm thì chúng ta rất là sai. Pha 1 đây và pha 2 đây, nó khác hoàn toàn. Đấy, phải nhận định như là P2 pha đã. Tuy nhiên tôi xin lỗi là điện này nó hơi nhỏ, nhưng nó rộng ra tí nữa chúng ta phải nhìn thấy, mà không rộng cũng phải nhìn thấy đây là P2 pha chứ không phải P âm. P âm khác hoàn toàn. P2 pha, nhưng mà cái pha sau nó rất là âm và sâu như vậy thì nó là cái gì? Đấy, thì nó chính là cái đấy chứ nó còn là cái gì? Thế nên là chúng ta học, chúng ta không đọc kỹ những cái chuyện đấy thì rất đơn giản bây giờ. Thế đấy, quan này có cái gì lại đến lần cao học. Đã. Tổ trưởng cứ chỉ định thôi. Ờ, bạn Dung. Ê quang, không điện tâm đồ nữa, đến đây quang rồi. Đâu cũng nghĩ trái đâu. Đưa cho bạn cái bút này để bạn chỉ. Thế ta cứ cụ thể thôi, từng trường hợp này chúng ta mới đọc được, chứ nếu không chúng ta sẽ rất là khó khăn. Bên này là cung nhĩ phải đấy ạ. Cung gì đấy? Nhĩ phải thì cung dưới của nó là cái gì? Thất phải đâu hả? Đâu thất phải đâu đấy, thôi rất đơn giản, không cần gì phức tạp cả. Đâu? Bạn nào biết nên cao, bạn cao học được biết hỗ trợ. Không biết tôi mới hỏi, tôi không biết tôi mới hỏi chứ. Vâng, em thấy thì cái phim X-quang này chủ yếu là hình ảnh bóng tim có bất thường. Bất thường là cái gì? Trái thì có hình ảnh bốn cung, đồng chủ. Cái cung này thì cung động mạch phổi nhĩ trái và thất trái. Bên này thì tính là chủ trên và cung này nhĩ phải. Bạn nội chú có ý kiến gì khác không? Có ý kiến gì khác không? Em thấy thầy đầu tiên là về nhìn một cái quang này thì về tiêu chuẩn nhìn cái không, không tôi bỏ vào tiêu chuẩn, bây giờ là bác sĩ thì không mất thời gian. Cái phim này có gì bất thường và có ý nghĩa gì, không có tiêu chuẩn thì mất tiêu chuẩn. Phim này thì nhìn sẽ thấy em nhìn đến năm cung. Đây là cung, đây là cái phần của động mạch chủ. Dưới này là của động mạch phổi. Chỗ này nó là một phần của nhĩ trái, dưới này là tiểu nhĩ trái. Và dưới này là phần của thất trái. Và bên này thì chỗ lúc nãy chị bảo chỗ này đây, chỗ này là bên nhĩ phải, còn trên này đúng ra nó sẽ là cung của cái phần tĩnh mạch chủ trên. Thế dưới là cái gì đấy? Chị cũng chỉ đấy là cung đấy nhĩ phải rồi, nhưng mà tôi đang hỏi cái dưới nó là cái gì? Dưới kia đây
Có lẽ em nghĩ đấy là một cái phần đây, bên đây, trái đây là cái nó gì? Bên nhĩ trái nó lớn và nó đây là cái gì từ đây đến đây là lúc nãy chị bảo nhĩ phải đúng không? Dạ. Xong ừ. Đây là lại là nhĩ trái đúng không? Hay là như nào? Theo em thì đấy là cái phần mà bên dưới nhĩ trái nó đẩy sang chứ không phải đây đây nó sang rất là nào các nội chú có ai đọc tìm nữa không nào? Tổ trưởng đó cứ hỏi là phải chỉ, không cần biết, nếu không thì mình phải đứng dậy trả lời. Có đồng ý với bạn không? À, em nghĩ cái khu vực ở dưới đấy là cái bóng của tĩnh mạch chủ dưới. Cái gì? Cái bóng của tĩnh mạch chủ dưới ạ. Dưới đây là bóng của tĩnh mạch chủ dưới đấy gì? Đấy gì? Là bóng tĩnh mạch chủ dưới. Vâng. Thôi được rồi, thì để cũng hiểu như thế để chúng ta thấy rằng là tóm lại là tất cả chúng ta đều nhận thấy đây là một cái bóng tim nó là bất thường. Ở bên trái này bạn thì bảo 4 cung, bạn thì bảo 5 cung, đúng không? Thế thì chúng ta đều thấy rõ và ở đây có một cái là rất rõ là cái động mạch phổi nó nổi lên. Bình thường động mạch phổi nó không nổi và nó xuống như thế này. Thế nhưng mà chúng ta cũng đã lại nhầm lẫn thế rồi. Nếu mà có 4 cung thì cái cung nổi qua bên trái là cung gì? Hả? Nhĩ trái, tiểu nhĩ trái. Hả? Đấy, người thì nhĩ trái, người thì tiểu nhĩ trái. Đấy, chúng ta đã chưa những cái rất, đây là những kiến thức rất cơ bản. Cái này chúng tôi cũng không phải dạy nhiều, chúng ta phải học từ cái lúc mà chúng ta làm mà Y3 về mặt triệu chứng học, người ta đã dạy một cái bài đọc rất là rõ về cái trong cái tim mạch, về cái đọc phim X quang, ở trong đấy người ta ghi rất là rõ vẽ rồi mà chúng ta cũng không nhớ, mà hàng ngày chúng ta đi học, chúng ta nhìn một cái bệnh nhân như thế, chúng ta cũng không nhớ được. Thế bình thường nhĩ trái có lòi ra ngoài được không? Nhĩ trái nó nằm phía sau, không bao giờ ra ngoài được. Nếu nó có to ra thì bao giờ nó phải đẩy cái gì ra trước? Cái tiểu nhĩ nó nhô ra trước. Xong đến cái giai đoạn sau nữa thì cái nhĩ trái nó to ra tiếp thì nó mới nhô ra ngoài. Thì do đó cho nên cái cung đây là cái cung tiểu nhĩ. Và cung tiếp theo dưới này là cung nhĩ trái nhé. Chứ không phải là cung nhĩ trái nằm dưới cung. Xin lỗi, cung tiểu nhĩ trái này nằm dưới cung nhĩ trái như bạn nói thì là không chính xác. Vấn đề số 2 nữa là nếu ta cũng thấy là như vậy, bình thường cái cung bên này nó sẽ là cái cung của cái gì? Của cái nhĩ phải. Nhưng trong trường hợp nhĩ trái nó to ra, thực ra ở đây rất may mắn là chúng ta nhìn thấy luôn cả cái nhĩ trái, cái bóng nhĩ trái nữa mà chúng ta nòng vào này lá, chúng ta thấy nó chính là cái bóng này này. Đấy là bóng nhĩ trái, còn đây là bóng nhĩ phải, nó cắt cái bóng nhĩ trái theo một cái đường gọi là hai đường nó cắt chéo nhau này. Còn trong trường hợp nhĩ trái nó to ra nữa thì nó sẽ làm hai cái đường song song của nhĩ trái nó chạy ra ngoài bên đường nhĩ phải. Còn bình thường nếu chúng ta nhìn rõ nữa thì cái bóng nhĩ trái nó phải nằm trong cái bóng của nhĩ phải. Thì cái đấy nó rất là rõ ràng rồi, thì để chúng ta cũng hiểu biết được. Thì chúng tôi muốn hỏi lại là một cái phim này cực kỳ điển hình của một cái hẹp hay lá hình ảnh nam cung. Nhưng nếu cái phim này chúng ta nhìn kỹ nữa thì chúng ta lại thấy có những cái gạch gạch đây này. Đấy, có nhìn thấy không? Có nhìn thấy cái đường này không? Đúng rồi. Đường này là đường gì? Hả? À, đường gì? Đúng rồi, nó thể hiện cái gì? Đấy, chúng ta phải thấy là cái rốn phổi này nó đậm hơn bình thường. Và nếu cái phim này phóng rõ hơn, ta sẽ nhìn thấy những cái đường như thế này. Người ta gọi là đường Cagney B. Đường Cagney B là đường nó thể hiện cái gì? Hả? Cái gì nội chú? Đấy, đấy, nội chú, bây giờ đến đâu bạn nào? Cagney B là đường nó thể hiện cái gì? Tổ trưởng nó không phải hỏi nhiều không ạ? Em có thấy là Cagney B là thể hiện cái tình trạng phổi xung huyết ạ. Phổi xung huyết. Vâng. Phổi xung huyết thì nó phải ấy rốn phổi chứ đậm chất là sao? Chứ là cái tình trạng coi thoát máu ra ngoài khoảng kẽ. Ừ. Cái tình trạng ứ huyết ngoài khoảng kẽ giữa các cái phế nang thì nó gây ra tình trạng các cái đường Cagney B. Không, hay là giữa các cái phế nang. Hả? Ai biết? Không ai biết là khoa học. Nhưng nó là cái bản chất là cái gì? Tăng, tất nhiên là tăng rồi, nó tăng và nó ứ huyết rồi thì nó mới có. Không, nhánh là xa giãn, không bao giờ nhìn thấy được. Không bao giờ nhìn thấy được, nếu mà nhìn thấy xa chết ta phải nhìn thấy gần trước, còn những cái đấy nó không bao giờ đủ đến mức độ mà nhìn thấy là xa chết cả.
Đấy, đem ra những cái đơn rất đơn giản đấy thôi, chúng tôi muốn để xem lại chúng ta. Thì đơn giản bây giờ, đấy là một cái vấn đề là để nói rằng là tất cả chúng ta đều rất là hỏng, kiến thức chúng ta đọc chưa chuẩn. Bây giờ tôi yêu cầu là tất cả các bạn đọc lại toàn bộ quyển triệu chứng học, đọc lại toàn bộ quyển sách bệnh học, đọc thật kỹ đã. Xong sau đó là chúng ta sẽ có những cái tài liệu tham khảo tiếng Anh. Đấy là quyển, chúng ta rất là rõ các cái quyển đấy, nó ghi rất rõ quyển thực hành bệnh tim mạch. Và trong cái đó nó không có thiếu gì các cái nói về các cái chuyện này rồi, để chúng ta đều không có nắm bắt được rồi. Đây là cái khoảng kẽ của phổi, nhưng mà đây là khoảng nó giữa các thùy phổi, khi mà nó bị nó ứ huyết thì bắt đầu nó phù cái khoảng kẽ đấy. Nghĩa là kẽ đây là kẽ ra giữa các cái thùy phổi, và nó gây ra những cái tình trạng như các cái nếp gập như thế, thì người ta gọi là tường cách ly B, để nó thể hiện là có sự ứ huyết và của trong phổi của chúng ta. Thì đấy là một trong những các cái dấu hiệu khá là sớm trước khi chúng ta dẫn tới các cái dấu hiệu phù phổi như mờ hình cánh bướm, thì nó đã quá muộn mất rồi, và nó để tình trạng nó mãn tính như vậy. Bây giờ siêu âm tim của bệnh nhân này lại thấy cái gì? Diện tích 1.52, chênh áp 8, áp lực động mạch phổi tâm thu ước tính 40, hở hai lá vừa. À, chúng ta là diện tích dòng hở là khoảng 5.0 cm², không có huyết khối trong buồng tim. Đấy, thì bây giờ chúng ta là bác sĩ phải gặp những trường hợp này đây. Tôi đi lại tí thì khó thở. Nia 2-3, van thì lại 1.5. Đấy, thì muốn luôn luôn đặt câu hỏi của bác sĩ mà thế bây giờ em bị bệnh có nặng không? Tôi bị bệnh có nặng không? Mà thế khác, tôi có chỉ định làm siêu âm qua thực quản không? Tôi có chỉ định nong van hai lá hay mổ thay van hai lá không? Tôi có chỉ định dùng thuốc chống đông hay không? Tôi đi nhổ răng thì tôi có phải cho thuốc kháng sinh hay không? Và tôi có chữa và đẻ được hay không? Đấy là những câu hỏi rất là rõ ràng. Chúng ta cứ hỏi liên tục lên để chúng ta phải trả lời thôi. Bây giờ chúng ta cũng không tự nghĩ ra được. Thế rõ ràng cho nên là từ cái học thực tế để chúng ta áp dụng cửa cái guideline để vào trong cái hoàn cảnh của chúng ta là chúng ta phải đọc rất là kỹ. Không có cớ gì để người ta đưa ra được cái khuyến cáo là à cái ca này phải dùng, cái ca kia phải dùng. Và cũng chẳng có thầy nào là thánh là tướng bảo đây là đi xin chỉ định thầy cái này thì lại bảo mổ đẻ được lấy thai, còn cái kia là không mổ đẻ được lấy thai. Cái này thì là phải mổ tim trước, cái kia phải mổ thai trước. Chúng ta không tự nghĩ ra được cái đấy. Mà tất cả những cái chuyện đấy là người ta đã dựa trên những các cái nghiên cứu lâm sàng lớn, hoặc là những cái đồng thuận lớn của các chuyên gia để người ta đưa ra các cái khuyến cáo để chúng ta cùng áp dụng vào. Thì ví dụ bệnh nhân này, trước khi mà bệnh nhân bệnh nhân là muốn có thai, muốn có con thứ ba chẳng hạn, thì câu hỏi là tôi có chữa đẻ được hay không? Cả nội chú. Đấy, tôi chỉ hỏi một câu đấy thôi. Đấy, những cái thông số bệnh nhân có cần hỏi thêm gì để tôi trả lời dữ kiện giả định chẳng hạn. Và bây giờ câu hỏi thẳng luôn bác sĩ là tôi có chữa đẻ được không? Bây giờ tôi đi khám không phải là vì bệnh tôi biết rồi, thuốc tôi biết rồi, tôi không muốn mổ, ví dụ có chỉ định mổ không muốn mổ, giờ tôi muốn đẻ thì tôi hỏi có đẻ được hay không? Nội chú. Bạn nào? À? Ừ. Phải hết sức nhanh nhẹn. Dạ vâng, em thưa thầy, bệnh nhân này là chẩn đoán là hẹp hai lá khít mức độ vừa. Hẹp hai lá khít lại còn mức độ vừa. À, hẹp hai lá mức độ vừa. Ừ. À, vì là thứ nhất là có diện tích lỗ van bé thu hai, thứ hai là có tranh áp qua van lớn hơn 5, từ nắm trong khoảng từ 5 đến 10. Ở bệnh nhân này thì có chỉ định không, mới đấy trả lời thẳng hỏi tôi có chữa đẻ được không? Em chuẩn bị muốn đẻ một đứa con, em có chữa đẻ được không? Là không. Không. Tại sao lại không? Bây giờ tại sao lại bác sĩ lại cấm tôi đẻ, cấm tôi chữa? Vì là nếu nhân bị hẹp hai lá thì khi mà bệnh nhân mang thai sẽ tăng nguy cơ do cái tăng áp lực động mạch phổi lên.
Thì tất nhiên là nó tăng, ai mà cả chửa thường nó tăng nguy cơ, chửa là cửa mã thì nó tăng nguy cơ hết. Nhưng mà bây giờ đấy là quyền lợi chính đáng của tôi, làm sao mà cấm tôi được. Vẫn khối người chửa ở đây thì em thấy có đẻ có làm sao đâu. Bây giờ em là bác sĩ tim mạch, em phải trả lời cho tôi câu hỏi lý do làm sao em nói không. Còn ngược lại nói có thì lại lý do làm sao nói có. Thì đấy là những câu hỏi liên tục chúng ta đặt ra như vậy. Rồi mình tóm lại theo em là không, được đẻ. Thế thế nào được đẻ? Bây giờ tôi vẫn muốn chữa đẻ đây, bây giờ không thể tước cái quyền làm mẹ của tôi được. Tôi có hẹp hai lá, thì bây giờ tôi có chữa đẻ thì khi nào thì tôi chữa đẻ được. Khi nào? Mình có thể nong van tạm thời cho bệnh nhân. Nong van tạm thời cho bệnh nhân. Nong van hai lá qua da. Đấy, tôi chưa quay lại cái chỉ định là có chỉ định nong van hai lá hay không. Đấy, câu hỏi rất rõ ràng là bệnh nhân này có chỉ định nong van hai lá hay không. Diện tích lỗ van của bệnh nhân là 1.52 cm², đây tôi nhắc đi nhắc lại là coi như chúng ta làm rất chuẩn đây, khá là rộng, diện tích 1.52 cm². Trình áp trung bình của van hai lá là 8 mm/ngân, áp lực động mạch phổi tâm thu ước tính là 40 mm/ngân, diện tích dòng hở là như vậy, có nong van hay không? Không có huyết khối gì cả. Winkin bệnh nhân này chỉ 8 điểm thôi. Đấy thì câu hỏi nó cứ liên tục đặt ra như thế để cho chúng ta là bác sĩ, và chúng ta bác sĩ lại còn chuyên sâu về tim mạch nữa. Sau này các bạn là nội trú đây, các bạn sẽ tỏa đi các nơi mà chúng ta thành những chuyên gia tim mạch. Thì khi người ta cầm một bệnh án ở một cái bệnh phòng lên, người ta hỏi chúng ta, bác sĩ khoa sản chẳng hạn, đi khám đề nghị hội chẩn, chúng tôi hỏi cái ca này là tôi có được chữa đẻ không, không may là người ta chữa rồi thì tôi có để đẻ được tiếp hay không, hay là tôi đình chỉ thai nghén. Nếu tôi đình chỉ thai nghén thì tôi phải giải quyết cái tim hay không, hay là tôi đình chỉ thai nghén trước và tôi giải quyết cái tim sau. Thì đấy là những cái câu hỏi và câu trả lời ấy. Chúng ta phải là bác sĩ, chúng ta phải đưa ra quyết định có cho thuốc chống đông hay không, cho như thế nào. Thì nó liên tục chúng ta như thế và chúng ta bắt buộc chúng ta phải đọc. Đấy thì chúng ta đã đi được lâm sàng tim mạch, tôi nghĩ là các bạn đã đi được phải 1 năm rồi nhỉ, gần 1 năm chưa? Hả? Từ tháng 3 vừa rồi á? À, từ tháng 3 vừa rồi thì chưa lâu lắm thì tôi cũng không trách được, nhưng bây giờ là tháng 6, 3 tháng nhưng mà cũng phải đọc liên tục nhé. Những cái bệnh thường gặp là chúng ta phải đọc liên tục, bệnh lý van tim, bệnh lý suy tim, bệnh lý mạch vành là chúng ta đọc sách liên tục. Chứ còn các thầy không có phải là đến đây giảng, chúng ta ra giảng chúng ta lại quên ngay, nhưng mà chúng ta áp dụng vào từng bệnh nhân như thế thì chúng ta lại phải dở sách ra đọc, và hàng ngày chúng ta vẫn tiếp tục như thế thì chúng ta mới có thể vững vàng được. Đấy, tôi lấy ví dụ bệnh nhân như thế thôi. Thế còn bây giờ một bệnh nhân thứ hai, 32 tuổi, đang mang van nhân tạo cơ học, hoạt động tốt, lại muốn mang thai. Thế lại cũng đến hỏi là tôi có mang thai được hay không? Thế thì có không? Và tôi khi mang thai tôi có dùng thuốc chống đông thì dùng như thế nào trong cái lúc mà tôi đang có thai? Đây chỉ những câu hỏi rất là đơn giản này thôi, không cần phải phức tạp. Mà đây là chúng ta là bác sĩ chuyên tim mạch, chúng ta phải trả lời cho câu hỏi như vậy. Bệnh nhân thứ ba là bệnh nhân nam 79 tuổi, tiền sử tăng huyết áp, COPD, bây giờ phát hiện ra hẹp van động mạch chủ, NIHA mức độ 2-3, siêu âm tim thì diện tích lỗ van động mạch chủ là 0.9 cm², DD50, DS35. Câu hỏi là có can thiệp, nghĩa là có chỉ định là mổ hoặc là thay van hay không, thay van qua da hay không. Nếu có thì nên chọn phẫu thuật cho bệnh nhân này hơn hay là TAVI. Còn nếu không thì chúng ta sẽ làm gì tiếp cho bệnh nhân và theo dõi ra làm sao? 1 tháng làm siêu âm lại 1 lần, hay là nửa tháng, hay là 3 tháng, hay là 5 tháng? Và thuốc thì cho bệnh nhân uống thuốc gì? Đấy là những cái câu hỏi rất là thường gặp xảy ra. Bây giờ tôi ví dụ, bệnh nhân này không có chỉ định can thiệp, tôi nói ví dụ nhé, không có chỉ định can thiệp, chưa có chỉ định, tôi ví dụ thôi, còn nó có hay không thì các bạn lại phải có trả lời. Thì tôi chỉ hỏi một câu hỏi là thế, 1 tháng làm siêu âm hay 3 tháng hay 6 tháng bệnh nhân này cần làm siêu âm 1 lần, cao không? Đấy, tôi chỉ hỏi đúng câu hỏi đấy, bởi vì cái này liên quan đến bảo hiểm người ta chi trả. Nếu chúng ta nói 1 tháng thì bảo hiểm phải trả tiền 1 tháng 1 lần, nếu 2 tháng 2 tháng 1 lần, nếu kể cả nửa tháng là nửa tháng 1 lần, còn nếu 1 năm thì 1 năm 1 lần. Em thấy cái dữ liệu này thì thực sự thì đối với em thì em cũng thấy rất là khó. Thứ nhất là bởi vì là cái hẹp van lỗ van của bệnh nhân là hẹp khít, nhưng em không rõ chênh áp của bệnh nhân là bao nhiêu. Rồi, đúng rồi. Không biết là lao ga điền hay là chênh áp còn tốt. Rồi, cảm ơn em. Khi bệnh nhân hẹp khít như này thì
không biết là triệu chứng lâm sàng bệnh nhân đã có đau ngực, có ngất, suy tim hay chưa. Rồi, đồng ý. Thì em cũng không biết là bệnh nhân outcome bệnh nhân có thể sống được 1 năm, 2 năm hay là đến 5 năm. Thì em chứ cũng chả ai biết được không. Thôi ví dụ, tôi nói ví dụ là các cái câu hỏi em đặt ra như thế là đã khảo sát hết rồi. Là chưa có chỉ định can thiệp, mà nghĩa là bệnh nhân triệu chứng chức năng trình áp qua van vừa đến nhiều và EF chức năng tốt, không ngất, không đột tử, không có những triệu chứng đau ngược bao giờ. Đấy. Em thấy là nếu như bệnh nhân chưa có triệu chứng gì và chưa có chỉ định can thiệp, gia đình với lỗ van khít thì nên can thiệp, thì là không có chưa có triệu chứng vì sống còn rất là thấp. Với hại hẹp đa động mạch chủ khít. Và như vậy thì nếu bệnh nhân chưa có điều kiện để can thiệp hoặc là chưa sẵn sàng cho cái việc phẫu thuật hoặc là TAVI thì em sẽ yêu cầu bệnh nhân là tái khám đều ít nhất là 1 tháng 1 lần. Và bất kỳ có triệu chứng gì đau ngực hoặc là khó thở thì phải đến bệnh viện ngay. Thế nhưng 1 tháng có chỉ định bệnh nhân làm sớm 1 tháng 1 lần không? Đấy câu hỏi rất rõ, vì bây giờ tiền phải chi trả, khó không? Nếu là em thì em sẽ đề nghị bệnh nhân là có, và nếu bảo hiểm không chi trả thì em khuyên bệnh nhân là làm theo yêu cầu. Thế nhưng lý do tại sao? Bây giờ vấn đề lý do tại sao? Bác sĩ bắt tôi phải trả tiền như thế. Dạ. Vâng, thực ra siêu âm nếu không bệnh nhân không trả tiền thì mình trả tiền hộ, đúng không? Dạ. Tại em hiểu ý của thầy là khi siêu âm thì mình sẽ mong đợi một cái điều gì nó thay đổi trong 1 hay 3 tháng đấy. Thì em nghĩ là về cái diện tích lỗ van hay là cái guardian thì khả năng thay đổi trong vòng 1 tháng thì nó rất là khó, sẽ không có cái sự thay đổi nhiều trong vòng 1 tháng đâu. Nhưng nếu mà bệnh nhân có triệu chứng gì đó thì ví dụ là đau ngực thì mình cũng không thể chắc chắn là cái đau ngực này có thể là bệnh nhân nhỡ đâu là bệnh nhân bị mạch vành, có rối loạn vận động vùng mới xuất hiện thì sao. Thì trong vòng 1 tháng đấy thực sự là đối với hẹp van động mạch chủ thì em cứ khuyên là thế sao không nửa tháng 1 lần. nếu mà sợ thế sao không nửa tháng hoặc 1 tuần 1 lần cho nó an toàn hơn không, đúng không? Dạ. Em cũng xin ý kiến của thầy cho người. Không, tôi chẳng có ý kiến, tôi mới hỏi, không biết tôi phải hỏi. Thế đây là những câu hỏi thực tế đặt ra, nó rất thực tế thôi. Từ trong thực hành của chúng ta nó sẽ như thế. Bây giờ chúng ta là bác sĩ, chúng ta sẽ khám bệnh nhân, sau này gặp một cái bệnh nhân, ví dụ cái này có chỉ định mổ chưa, có gửi đi mổ. Còn cái chuyện vấn đề xã hội ta đặt sang một bên, tiền nong rồi cái thứ sang một bên. Nhưng một trường hợp khác là chưa đến mức phải mổ, chưa đến lúc phải can thiệp, nhưng rõ ràng người ta có một cái hẹp van động mạch chủ mức độ vừa chẳng hạn, tôi nói ví dụ như vậy. Thì câu hỏi người ta hỏi ngay bác sĩ là bác ơi, bao nhiêu lâu tôi phải quay lại khám 1 lần và bao nhiêu lâu tôi phải làm sâu 1 lần, và cũng chúng ta cũng sẽ là phải người đưa ra cái chỉ định nó đúng, bởi vì nếu đúng thì bảo hiểm nó trả nó mới đúng, chứ không chúng ta lại bảo là bảo hiểm lại làm sai, bác sĩ người ta đã chỉ định tại sao lại không cho người ta làm như vậy. Đấy là nó có cả ý nghĩa, bởi vì cái gì nó có dựa trên cái bằng chứng và cái cost effective cho bệnh nhân. Chứ còn nếu mình bảo sợ thế tại sao không 1 ngày cứ làm sâu 1 lần cho bệnh nhân thì nó an toàn hơn. Nếu với DD này thì với cái DD chưa quá giãn như này thì em sẽ hẹn bệnh nhân khoảng 6 tháng siêu 1 lần. Còn lại 6 tháng, bây giờ lại đổi lời khai sang 6 tháng. Đấy thì những cái đến vấn đề rất đơn giản. Đây là bệnh nhân thứ tư, là bệnh nhân hở van ba lá nhiều dung nhĩ, COPD chúng ta rất hay gặp. Đường kính thất phải là tận 37, áp lực động mạch phổi trung bình là 50, DD 40, F54. Có dùng thuốc chống đông hay không? Có chỉ định phẫu thuật sửa van ba lá hay không? À, bây giờ lại đến nội chú, cứ nội chú cao học, nội chú nhóm trưởng đi rồi thì nhóm phó đâu rồi. Nội chú tại sao đang học lại nhóm trưởng bỏ đi đâu nhỉ? Đấy. Cái này có chỉ định phẫu thuật sửa van ba lá hay không? Bạn Tăng đúng không? Em thầy bệnh nhân này em nghĩ là có phải chỉ định sửa van ba lá. Có chỉ định sửa van ba lá. Ba lá trên nền có xuất hiện dung nhĩ thì là có chỉ định sửa van ba lá. Đấy, thế chúng ta cứ nghĩ như thế thôi. Nên đã đọc cái khuyến cáo về để chẩn đoán về điều trị bệnh van tim chưa? Thưa hỏi thật. Có đọc rồi. Có đọc rồi. Bao nhiêu phần trăm, bao nhiêu các bạn trong này đã đọc khuyến cáo về chẩn đoán và xử trí bệnh van tim mà rồi giơ tay tôi xem nào. Đã từng đọc thôi, tôi không bắt phải nhớ hết. Cao học, có bao nhiêu bạn đã đọc rồi? Đấy, chúng ta là rất ít những người đã từng đọc các cái này. Đấy thì chúng tôi muốn là, bởi vì sáng nào giao ban tôi cũng nói, tôi không cần phải nói nhiều cho chúng ta, bởi vì chúng thực trạng chẳng ai nhớ được cả. Nếu không có, chúng ta dở sách ra mà trong cái guideline, ở trong tất cả các cái hội tim mạch cũng đã làm cả bản guideline tiếng Việt, rồi cả tiếng Việt thì chưa được cập nhật lắm, nhưng nó cũng gần đầy đủ. Tiếng Anh là của hội tim mạch Hoa Kỳ và
Hội tim mạch châu Âu đều có cái bản kể cả trên cả smartphone lẫn cả trên ấy, thì các bạn cần phải đọc, cũng không có cách nào khác cả. Chúng ta hàng ngày chúng ta gặp một bệnh nhân thế, người ta luôn luôn gặp câu hỏi thế. Cái chính là chúng ta, cái thái độ của chúng ta là gì, luôn luôn là có trong đầu chúng ta những câu hỏi mà ứng dụng từ bệnh nhân thực tế này ra một cái vấn đề thực tiễn. Còn trong trường hợp thứ hai là chúng ta ở đây chúng ta có rất nhiều thuận lợi vì cái mặt bệnh nhân chúng ta nhiều, kiểu loại bệnh nhiều. Hai nữa là chúng ta lại luôn luôn có các thầy ở đây thì người ta sẽ có những cái đấy. Nhưng mà ngược lại là chúng ta sẽ bị ỉ lại, là chúng ta sẽ cứ là cái này thì mang đi xin chỉ định có cái A, cái B, cái C không. Các thầy cũng chẳng phải là thánh, nếu mà không chúng ta không phải xem xét kỹ những cái chỉ định cho bệnh nhân cho nó đúng, nó chuẩn theo các cái khuyến cáo đương thời để chúng ta làm. Sau đó từ cái khuyến cáo đó thì lại đối chiếu phù hợp bệnh nhân thực tiễn, đối chiếu với cái khả năng của trung tâm chúng ta làm được đến đâu thì chúng ta mới đưa ra được những cái chỉ định nó phù hợp cho bệnh nhân. Bởi vì khuyến cáo nó cũng chỉ là khuyến cáo thôi, nhưng chúng ta phải nắm được khuyến cáo trước, nó là cái khung giường về mặt cái lý thuyết để chúng ta thực hành. Nhưng thái độ áp dụng thực tế bệnh nhân nó lại đôi khi rất khác. Và bản thân trong cùng một cái thể thức thì khuyến cáo nó có thể có những lựa chọn khác nhau ở mức độ cao nhất và mức độ ít cao hơn. Ví dụ cùng một cái chỉ định này thì khuyến cáo nó có thể cho chúng ta là lựa chọn hoặc là mổ, hoặc là có thể thay van qua đường ống thông. Thế thì bây giờ phải đối chiếu với thực tiễn của chúng ta thì cái nào là phù hợp hơn. Đó là tất cả những cái mà chúng ta cần phải thực hành. Bây giờ lại gặp một bệnh nhân thứ năm như này nữa, 37 tuổi, có hở van hai lá, được phẫu thuật sửa van 3 năm, bây giờ chức năng tim ổn định. Bệnh nhân bị răng số 8, cần mổ can thiệp. Câu hỏi, có dùng kháng sinh dự phòng hay không? Câu 2, bệnh nhân cũng tương tự như vậy, một lần đi phải đi soi dạ dày, có cần dùng kháng sinh dự phòng hay không? Đấy, câu hỏi này rất rõ ràng. Đến lượt lại cao học, đấy, tổ trưởng chỉ việc chỉ thôi, không cần phải trả lời, nếu mà thích trả lời thì trả lời. Câu hỏi đi soi dạ dày có cần dùng kháng sinh dự phòng hay không? Đấy. Người ta hỏi chúng ta rất là rõ ràng nên không cần phải phức tạp. Có hở hai lá nhé, sửa van được 3 năm, hiện nay chức năng tim ổn định, siêu âm hở hai lá rất nhẹ, để ví dụ như thế. Bệnh nhân đã được phẫu thuật sửa van tim thì em là cái điều trị bệnh lý về răng thì cũng nên dùng kháng sinh dự phòng ạ. Cũng nên hay không nên? Có nên ạ. Có dùng kháng sinh dự phòng, nội trú. Chú bây giờ cứ lần lượt từ kia xuống đấy, không cần phải nhắc. Bây giờ tổ trưởng đi mất rồi, rắn mất đầu rồi thì bây giờ thì đuôi rắn phải bắt đầu cứ thế mà đến lượt người lại trường ngày kia. Ừ, có hay không? Theo kiến của em thì bệnh nhân này đã được phẫu thuật sửa van hai lá được 3 năm và do chỉ cần thở nhẹ thôi thì phẫu thuật này không cần phải dùng kháng sinh dự phòng. Soi dạ dày, tôi nói soi dạ dày có cần dùng kháng sinh dự phòng hay không? Soi dạ dày em nghĩ không cần dùng. Không cần. Đấy, người bảo có, người bảo không, xong rồi. Đấy. Thế thêm ra tất cả những câu hỏi đấy thì chúng ta cần phải xem xét lại một chút về mặt lý thuyết. Thế thì hôm nay tôi không có tham vọng và giới thiệu cho chúng ta tất tần tật cái này, mà chúng tôi chỉ muốn là đưa ra những cái ví dụ này để hướng dẫn các bạn đọc và về các bạn phải đọc. Xong sau đó là nó thể hiện qua cái bài kiểm tra của các bạn. Bài kiểm tra của các bạn nó sẽ dưới dạng các cái ca lâm sàng và tình huống như thế này. Chúng tôi sẽ hỏi thằng nào mà trượt thì thằng đấy phải chịu thôi. Chả có cái nào khác vì cái này nó không có cái gì nó khác ở trong... trong cái thực tế như vậy. Bây giờ không khó gì mà rõ ràng là phải như thế thì chúng ta mới có thể hành nghề được. Bây giờ chúng ta sau này ra trường, chúng ta về một bệnh viện tỉnh, tôi nói là như vậy, ít nhất các bạn ở đây sẽ là về bệnh viện tỉnh để chúng ta làm chuyên khoa sâu. Trong đêm trực người ta hỏi chúng ta một ca chữa đẻ như thế, hỏi chúng ta một cái ca như vậy, có phải bên khoa răng hàm mặt người ta hỏi là tôi có phải dùng kháng sinh dự phòng hay không, tôi có phải dùng thuốc chống đông hay không, thì đấy tất là cả những câu hỏi để chúng ta bắt đầu. Thế trả lời cho câu hỏi thứ nhất là phân giai đoạn của bệnh tim, bệnh van tim, xin lỗi, thì theo Hội Tim Mạch Học Hoa Kỳ người ta vẫn phân làm ra giai đoạn A, B, C, D, gần giống cái giai đoạn mà chúng ta phân cái suy tim. Giai đoạn A là gì? Bệnh nhân là mới có cái nguy cơ để phát triển cái bệnh lý van tim thôi, thì có nghĩa là chưa có biểu hiện bệnh lý van tim. Giai đoạn B là gì? Bệnh nhân là có bệnh lý bệnh van tim đang tiến triển nhưng mức độ vừa đến nhẹ đến vừa và vừa nặng đấy và không có triệu chứng. Đấy. Moderate severity có nghĩa là cái mức độ vừa nặng chứ không phải là nặng hẳn đâu. Còn mức độ C là nặng rồi nhưng mà chưa có triệu chứng, bệnh nhân đã có cái biểu hiện của cái bệnh lý van tim nặng nhưng lại chưa có triệu chứng. Bởi vì phân giai đoạn này là phụ thuộc vào hai cái, một là có triệu chứng hay không, hai là tổn thương van đấy nặng hay nhẹ. Tổn thương van đấy nặng hay nhẹ nó lại, mỗi bệnh van tim nó lại có một cái mức độ khác nhau.
bệnh hẹp hai lá khác, hẹp chủ khác, hở hai lá khác, hở chủ khác, nó dựa trên nhiều các cái tiêu chuẩn mà chúng ta sẽ xem ra này. Còn giai đoạn D là giai đoạn cuối cùng, là vừa mức độ bệnh van tim là nặng lại vừa có triệu chứng rất là nặng rồi, gọi là symptomatic severe, có nghĩa là triệu chứng và nặng để chúng ta rất là rõ. Còn giai đoạn C là bệnh lý van tim nặng rồi nhưng mà chưa có triệu chứng trên lâm sàng rõ ràng. Thế thì đối chiếu quay trở lại cái bệnh nhân trên của chúng ta là bệnh nhân hẹp hai lá, hở hai lá đấy, hẹp hai lá đấy, mặc dù cái van tim nó chưa nặng, nghĩa là cái mức độ của nó là 1.52, nhưng gì, nhưng của nó lại là có triệu chứng. À nhưng mà lại à một cái đây nó rất là phức tạp ở đây. Bệnh nhân đấy có, hình như tôi không nhớ là dữ liệu có kèm theo COPD không nhỉ? Nếu kèm theo COPD lại là một vấn đề hết sức khác để chúng ta nghĩ tới, là triệu chứng này là do bệnh lý hẹp van hai lá hay là do COPD. Chúng ta phải, bác sĩ chúng ta phải quyết định cái đấy để chúng ta quyết định. Đây câu hỏi thứ hai để trả lời cho bạn đây. Bao nhiêu lâu khám lại một lần? Thế cái bệnh nhân lúc nãy là bệnh nhân bị là sao nhỉ? Hẹp chủ diện tích nội van là bao nhiêu? À, 0.9, đúng rồi. Thì chúng ta cứ cho là 0.9 đi, là mức độ nặng đi. Chúng ta cứ cho như thế, nhưng mà 0.9 chưa phải là nặng đối với van mạch chủ đâu. Và người ta động van mạch chủ, người ta lại chủ yếu dựa vào cái vận tốc max qua cái van động mạch chủ. Ví dụ trên 0.4. Mặc dù như vậy, người ta cũng vẫn nói cho chúng ta là every one year, có nghĩa là mỗi một năm, hoặc là khi không may cho bệnh nhân có những biến cố thì đương nhiên rồi, chứ không phải là như chúng ta là muốn một tháng, một hai tháng hay ba tháng theo cái cảm tính của chúng ta đâu. Thế bây giờ ví dụ cái bà bệnh nhân mà hẹp van hai lá, tôi đang nói ví dụ nhé, diện tích là 1.52 và hoàn toàn không có triệu chứng, mới là stage B thôi, nghĩa là cái giai đoạn B thôi, thì theo dõi bao nhiêu lâu? Mỗi 3 đến 5 năm chúng ta mới cần phải làm siêu âm một lần, chứ không phải là chúng ta cứ nghĩ là chúng ta cứ muốn làm siêu âm ngay lập tức cho bệnh nhân, nó cũng không phải có ý nghĩa. Bởi vì cái này người ta có được cái khuyến cáo này là người ta dựa trên, người ta đã theo dõi rất nhiều bệnh nhân qua cái tiến triển của các bệnh lý như vậy. Còn tất nhiên là trong quá trình đấy nó có những các cái gì có triệu chứng bất thường thì đương nhiên phải đi khám, đúng như bạn nói thì tôi hoàn toàn đồng ý. Thậm chí vừa khám hôm trước hôm sau có bất thường cũng phải đi khám. Nhưng để chúng ta gọi là set up một cách theo dõi đầy đủ như vậy thì chúng ta không phải là lúc nào chúng ta cũng cần theo dõi như vậy. Đấy là cái câu trả lời rất rõ. Cái này về chúng ta đọc tiếp, nó chi tiết cho từng cái một, tôi không cần phải nói nhiều. Còn đương nhiên là giai đoạn D thì mang vào bệnh viện điều trị chứ làm sao mà giai đoạn D còn bảo đi theo dõi gì nữa. Là D là giai đoạn rất là nặng, symptomatic là phải đi mổ bệnh nhân hoặc là phải giải quyết ngay, thì cái đấy không có đặt ra cái mốc theo dõi nữa. Mà đây là giai đoạn C, có nghĩa là có bệnh van tim rồi, chưa có triệu chứng, bệnh van tim mức độ tương đối nặng rồi nhưng hoàn toàn chưa cần có chỉ định điều trị ngoại khoa can thiệp chẳng hạn, thì chúng ta vẫn có thể tùy từng bệnh lý mà chúng ta theo dõi một năm, thậm chí đối với cái hở hai lá thì vì nó diễn biến khá nhanh có thể theo dõi từ 6 tháng đến 1 năm, nên nó tùy từng cái bệnh như vậy. Đối với hẹp hai lá thì tiến triển tương đối chậm hơn thì chúng ta có thể theo dõi 1 đến 2 năm đấy nhé, với cái diện tích là từ 1.0 đến 1.5, hoặc là mỗi 1 năm khi cái diện tích nó dưới 1.0 cm², nếu mà bệnh nhân chưa được điều trị. Cái câu trả lời rất rõ. Thứ ba là phòng ngừa như thế nào? Thì tất cả những cái trường hợp bệnh lý van tim đều mà phải phòng ngừa thấp tim thì chúng ta cũng cần phải phòng ngừa thấp tim. Đặc biệt là bệnh nhân bị hẹp van hai lá trong cái độ tuổi thì vẫn phải tiêm phòng thấp tim. Thôi cái đấy thì là cái vấn đề khác. Nhưng ở đây cái câu trả lời cho bạn là một trường hợp bị hở hai lá, mổ van hai lá đã sửa ổn định rồi, bệnh nhân đi làm một cái siêu âm qua thực quản hoặc là cái nội soi thực quản hoặc là nội soi đại tràng vân vân có, mà bệnh nhân không sốt, không có bị viêm amidan, rồi không có những cái mụn nhọt ở chỗ khác, có cần cho dự phòng kháng sinh hay không? Có hay không thì ở đây nó rõ ràng là mức độ 3, no benefit, không có chỉ định kháng sinh dự phòng, xin lỗi, không có chỉ định kháng sinh dự phòng ở những bệnh nhân bệnh lý van tim mặc dù có nguy cơ của viêm nội tâm mạc nhiễm khuẩn mà làm các cái thủ thuật không phải liên quan đến răng miệng, ví dụ như siêu âm qua thực quản, nội soi thực quản, nội soi đại tràng vân vân, là mà bệnh nhân không có nhiễm trùng kèm theo thì chúng ta không có chỉ định các kháng sinh dự phòng. Nhưng ngược lại ở đây chúng ta có kháng sinh dự phòng rất là rõ. Ở đây nó đã phải thay đổi là gì? Bệnh nhân có van nhân tạo cơ học, kể cả những cái van mà thay qua đường ống thông, thì khi mà bệnh nhân cần phải làm những các cái thủ thuật có xâm lớn, kể ở răng lợi này, hoặc là các cái thủ thuật quanh răng, quanh cuống, quanh răng,
hoặc là những cái thủ thuật mà nó liên quan tới đường tiêu hóa nhưng nó có xâm lấn, nghĩa là có cấu cái niêm mạc, tóm lại là cứ có xâm lấn qua cái lớp niêm mạc, ví dụ nội soi nhưng lại là sao, lại có sinh thiết chẳng hạn, thì bệnh nhân đấy có chỉ định. Thế ra là khi bác sĩ tiêu hóa nó lại hỏi ta là à, nếu tôi là nội soi thì mình hỏi thế có sinh thiết hay không, mà nếu có thể có thì chúng ta vẫn có quyền cho. Thì cái đấy nó là rất là rõ ràng cái chuyện như vậy, thì câu trả lời nó rất rõ. Còn cho mọi trường hợp còn lại chúng ta không có một cái chỉ định một cách thường quy. Cái này nó cũng là cái modify, là cái mới so với ngày trước đấy, các bạn phải cập nhật cái chuyện này cho nó đầy đủ. Bây giờ một cái câu hỏi nữa nó khác ngày xưa, chính là cái việc mà chúng ta dùng thuốc chống đông cho bệnh nhân van tim mà bị rung nhĩ. Trong mọi trường hợp thì kháng vitamin K ở bệnh nhân có hẹp van hai lá bắt buộc chúng ta phải cho, và không có lựa chọn nào khác ngoài kháng vitamin K với cái liều chuẩn nó đạt được, cái này không nói gì. Tuy nhiên những cái bệnh nhân khác cần phải cho là ở bệnh nhân có rung nhĩ khi transmat lớn hơn 2, hoặc là với những cái bệnh lý van động mạch chủ, bệnh lý van ba lá và bệnh lý hở van hai lá. Trong trường hợp này thì chúng ta có thể được quyền sử dụng cái thuốc chống đông trực tiếp thế hệ mới gọi là DOAC hoặc là NOAC sang là 1 thay vì kháng vitamin K. Thế thì câu hỏi của chúng tôi đặt ra rất rõ ràng là một trường hợp như thế này là một bệnh nhân bị hở van hai lá do giãn vòng van ở một cái trường hợp sau nhồi máu cơ tim cấp, mặc dù mức độ hở là gì vừa đến nhiều, có rung nhĩ, thì câu hỏi là bệnh nhân này phải dùng kháng vitamin K hay là dùng NOAC? Nên nó rất là rõ ràng. Trường hợp này chúng ta có coi đây là một cái rung nhĩ do bệnh lý van tim không? Đúng, chúng ta phải hiểu đây không phải là rung nhĩ do bệnh lý van tim, mà bệnh lý van tim này là đi kèm và cái hở van hai lá này, chúng ta vẫn được quyền dùng NOAC hơn là dùng kháng vitamin K. Tất nhiên lựa chọn cả hai cái đấy, nhưng mà bây giờ người ta prefer cái NOAC hơn. Kể cả khuyến cáo mới nhất năm vừa rồi thì người ta lại prefer, nghĩa là người ta sử dụng cái NOAC ấy kể cả trong thay van động mạch chủ qua đường ống thông. Đến cái khuyến cáo này thì thay van động mạch chủ qua đường ống thông thì người ta vẫn không sử dụng cái đó đâu, nhưng bây giờ thay van động mạch chủ qua đường ống thông cộng với là bệnh nhân có rung nhĩ thì chúng ta vẫn được quyền dùng NOAC hơn là kháng vitamin K. Thì đấy, chúng tôi nói rất rõ như vậy để các bạn nắm được. Một khi bệnh nhân bị bệnh lý van tim thì bác sĩ chúng ta trước khi quyết định phẫu thuật, cái này nó khác ngày xưa một chút, chúng ta phải đánh giá toàn bộ các cái bệnh nhân chứ không chỉ dựa trên mỗi thang điểm STS hoặc là thang điểm Euroscore, mà chúng ta phải dựa trên cái thang điểm Prayty, nghĩa là thang điểm gọi là yếu đuối, chúng ta có tạm dịch như thế cũng già yếu quá hay không, có tổn thương cơ quan khác đi kèm hay không, và có sự trở ngại gì về kỹ thuật hay không. Tôi lấy ví dụ một cái bệnh nhân hẹp van động mạch chủ mà chúng ta chỉ tính mỗi STS score là nó còn tương đối thấp, nhưng bệnh nhân lại còn kèm theo một cái gì nữa, kèm theo một cái bệnh lý COPD, bệnh nhiệt số 2 nữa, là bệnh nhân lại kèm theo một cái gì nữa, kèm theo một cái vôi hóa động mạch chủ, vôi hóa của cả cái gốc động mạch chủ, thì trường hợp đấy chúng ta mổ thay van qua đường ống thông hết sức, xin lỗi, thay van qua mổ này rất sức khó khăn, bởi vì mở ngực bệnh nhân rất khó, thì khi đó mặc dù là cái STS nó không cao nhưng mà bệnh nhân lại có những cái yếu tố đi kèm và cái trở ngại kỹ thuật trong trường hợp này rất khó cho việc phẫu thuật, thì khi đó chúng ta lại có thể chỉ định cho bệnh nhân là thay van qua đường ống thông. Do cho nên là khi tính cái này thì người ta thấy rằng là gì, những bệnh nhân gọi là nguy cơ cao thấp vừa trong cái việc của chúng ta quyết định phẫu thuật và can thiệp thì nó dựa trên là tính thang điểm STS, dựa trên tính cái thang điểm gọi là suy yếu của bệnh nhân, dựa trên những cái tổn thương các cái cơ quan khác đi kèm, ví dụ là gan, thận, phổi vân vân, hoặc là dựa trên những các cái đặc thù về mặt kỹ thuật có gây cản trở khó khăn hay không, để chúng ta tính là bệnh nhân này là low risk, có nghĩa là nguy cơ thấp cho phẫu thuật, bệnh nhân này là intermediate risk, nguy cơ vừa, high risk, nguy cơ cao khi có một trong tiêu chuẩn ở ít nhất trong cái cột này, hoặc là STS đã trên 8 rồi, hoặc là bệnh nhân có cái điểm Prayty, nghĩa là cái điểm yếu đuối rất cao. Còn cái mức độ nặng nhất cuối cùng gọi là prohibit risk, có nghĩa là cái nguy cơ cực kỳ cao không thể phẫu thuật được, thì khi bệnh nhân là có cái thang điểm rất lớn hoặc là bệnh nhân có tổn thương vài cơ quan khác đi kèm thì khi đó trường hợp này chúng ta lại tính là thang điểm rất cao. Bởi vì cái này các bạn phải hiểu, khi mà gặp một bệnh nhân hẹp chủ thì câu trả hỏi là bệnh nhân này có nên thay van qua đường ống thông hay không, thì chúng ta phải tính là bệnh nhân này nguy cơ phẫu thuật cao thấp vừa. Một nguy cơ phẫu thuật cao thấp vừa thì nó không phải là như ngày xưa chúng ta dựa vào mỗi cái STS score đâu, mà chúng ta còn phải dựa vào tất cả những cái vấn đề mà tôi nói đi kèm. Đây là một cái ý mà chúng ta cần phải đọc kỹ và chúng ta phải soi xét cho nó kỹ.
Và một cái nữa trong này chúng tôi cũng nói giống như là trong cái bệnh lý mạch vành nặng nề, thực ra cái khái niệm là heart team có nghĩa là các cái đội chuyên gia về bệnh lý van tim, và gọi là heart van center of excellence có nghĩa là những các cái trung tâm chuyên sâu về bệnh van tim, là những các cái mà rất cần thiết để khi chúng ta đưa ra quyết định cho những cái lợi ích mang lại cho những bệnh nhân, nhất là những trường hợp khó. Gặp một trường hợp thế chúng ta nên có bàn thảo giữa bác sĩ nội khoa, bác sĩ ngoại khoa, bác sĩ gây mê, điều dưỡng, bác sĩ can thiệp để chúng ta quyết định được là cái này với cái điều kiện này cụ thể trong trường hợp của bệnh nhân này thì phương pháp nào mang lại lợi ích nhất cho bệnh nhân. Thì đấy là cái mà chúng tôi cũng muốn nói cho các bạn rất là rõ. Đấy. Bây giờ đi vào từng bệnh cụ thể để trả lời cho những câu hỏi trên thì tôi đi rất nhanh thôi, cái này các bạn về phải các bạn phải đọc thôi. Chứ còn tôi cũng không thể giúp các bạn để đọc hết được. Bây giờ đọc một lúc cả chục cái bệnh lý van tim thì nó ù tai lên thì chúng ta cũng không hiểu. Nhưng mà chúng ta phải đọc, phải nhớ và chúng ta áp dụng mà. Thì nhân những cái ca như trên thì chúng ta sẽ rất là nhớ, mà chúng ta đọc chúng ta buộc phải nhớ thôi. Ví dụ chúng ta gặp ngay cái bệnh nhân số 2 của chúng ta. Diện tích lỗ van động mạch chủ là 0.8, 0.9 cm vuông, chênh áp trung bình là 61. Giai đoạn mấy, có chỉ định can thiệp, nếu có thì phẫu thuật thay van qua đường ống thông hay là không? Thì đấy là những câu hỏi chúng ta rất là rõ ràng ở trên rồi. Bệnh nhân NIHA 2 không rõ triệu chứng. Thế thì để trả lời cho câu hỏi này là một cho bệnh nhân này là hẹp nặng hay hẹp nhẹ giai đoạn mấy, thì chúng ta rất là rõ ở đây. Về mặt hẹp nặng hay nhẹ, cái mức độ của hẹp van động mạch chủ người ta lại dựa trên chủ yếu là cái Vmax, có nghĩa là cái vận tốc của chúng ta đo trên sóng siêu âm Doppler chúng ta đã học rồi đấy. Qua cái chỗ hẹp van động mạch chủ đấy dưới 20 m/s là cái mức độ đấy là có nguy cơ nằm bình thường. Còn nếu mà người ta gọi là hẹp nhẹ thì khi nó từ 2.0 đến 3 và cái chênh áp trung bình là dưới 20 m/s. Còn hẹp vừa thì chúng ta từ 3 đến 4 và chênh áp trung bình là từ 20 cho tới 39 m/s. Chúng ta ở đây chúng ta nói là hẹp nặng thì nó có những cái vấn đề như sau. Thứ nhất là cái chênh áp vận tốc nó trên cái mức là 4. Diện tích lỗ van dưới 1, dưới 1.0 cm vuông, nhưng đặc biệt nó lưu ý chúng ta là tốt nhất là phải sử dụng cái gọi là gì? Index, nghĩa là cái chỉ số diện tích lỗ van chia cho cái mét vuông ra cơ thể. Bởi vì có một thằng thì 1.8 khổng lồ thì diện tích lỗ van của nó 1.1 có khi đã là hẹp nặng lắm rồi. Nhưng mà một cái ông là như người Việt Nam bé tí 30 cân thì diện tích của người đấy có khi là 0.9, có khi vẫn lại là bình thường. Thế do cho nên chúng ta tốt nhất là dựa trên cái diện tích chỉ số diện tích lỗ van tính trên mét vuông ra là từ 0.6 cm vuông trở xuống thì chúng ta hẹp rất nặng. Thì từ cái hẹp nặng hay nhẹ đấy thì chúng ta lại còn chia ra, nó dựa trên cái giai đoạn của van động mạch chủ này nó cực kỳ phức tạp. Đồng ý là có giai đoạn là A, B, C, D, nhưng riêng giai đoạn C là cái giai đoạn chúng ta phải tính toán thì lại có C1 và C2. C1 là gì? Hẹp nặng nhưng mà không có triệu chứng. C2 là gì? Hẹp nặng không có triệu chứng nhưng lại đã có rối loạn huyết động, có nghĩa là EF nó giảm, bệnh nhân không hề có triệu chứng gì. Xong lại D này cũng thế, D là có triệu chứng rồi nhưng lại chia ra làm hai cái là B1 là có triệu chứng hẹp nặng nhưng cái chênh áp qua van vẫn lớn, D2 là tồi nhất rồi, hẹp rất nặng, triệu chứng rất nặng rồi nhưng nó đã giảm chênh áp, nghĩa là cái giai đoạn rất là muộn rồi, thì khi đó chúng ta cần phải là có thái độ xử trí. Thì dựa trên trả lời câu hỏi một là phân độ bệnh nhân này là giai đoạn mấy, mức độ mấy, ta mới đánh giá tiếp là bệnh nhân này là cái giai đoạn, à còn D3 nữa, xin lỗi, D3 lại còn triệu chứng nặng nhưng mà severe low gradient, có nghĩa là cái gradient lại rất thấp nữa, thậm chí có trường hợp chúng ta làm siêu âm tim lên thì cái gradient nó qua, nghĩa là cái chênh áp nó qua cái hẹp chỗ đấy còn như bình thường, chúng ta lại giật mình, một ông mà chỉ nhìn mỗi cái gradient thì tôi bảo chết, cái này chẳng hẹp hết gì cả, chênh áp thế này gọi gì là hẹp, thực ra cái đấy nó đã quá suy chất trái rồi, diện tích mà đo trên 2D thì nó rất là hẹp rồi và chênh áp kiểu nó suy quá, làm gì còn chênh áp nữa, làm gì còn đẩy được máu ra nữa, thì khi đó là cực kỳ nặng, thì chúng ta thấy như vậy. Thế thì do cho nên câu hỏi của chúng ta là chỉ định phẫu thuật thay van động mạch chủ hay là can thiệp cho bệnh nhân, thì đầu tiên chúng ta phải bệnh nhân này có chỉ định can thiệp vào cho bệnh nhân hay không, mổ khi cái van nó trên 4 m/s, cái Vmax ấy, chênh áp trên 40, có triệu chứng và ở đây nó rơi vào D1 thì chỉ định là màu xanh, là nghĩa là loại 1 rồi. Ta cứ nhớ màu xanh loại 1 là có chỉ định.
bệnh nhân hẹp rất nặng như vậy nhưng chưa có triệu chứng, đấy là giai đoạn C. Nếu mà AF dưới 50% là C2, có nghĩa là bệnh nhân hẹp nặng, chưa có triệu chứng nhưng có rối loạn huyết động thì chúng ta cũng có chỉ định để chúng ta mổ và cũng là loại 1. Thế nhưng mà ở đây là gì? Bệnh nhân này lại cần phải đi mổ bắc cầu nối mạch vành chẳng hạn thì cũng mổ luôn, cũng chỉ định không bàn cãi. Chỉ có trường hợp là như thế này, bệnh nhân là hẹp nặng như trên rồi nhưng mà bệnh nhân lại hoàn toàn không chịu triệu chứng thì khi là chúng ta khảo sát mà thực sự cái Vmax nó trên 5 mét trên giây, chênh áp trung bình nó trên 60 và cái nguy cơ phẫu thuật theo cái thang điểm như tôi nói vừa tính ở trên thấp vừa cao đấy, mà nó thấp thì chúng ta có thể mang bệnh nhân đi mổ. Ngược lại, những cái trường hợp còn lại mà cái chênh áp nó chưa phải là quá cao và nó có các cái là tăng cái mức độ cái chênh áp mỗi năm trên 0.3 mét trên giây trên năm, nó theo cái tốc độ nó tăng như thế thì đâm ra trong một trường hợp nào đó, tại sao chúng ta siêu một năm đấy, tự nhiên năm nay là 2, xin lỗi, năm nay là 4, sang năm tự nhiên nó lại là 4.5 chẳng hạn, hoặc là lên 5 chẳng hạn, thì thì lúc đấy chúng ta nên có chỉ định mổ là trên 0.3 rồi. Thế còn trường hợp còn lại ở đây chúng ta thấy là gì? Khi nó hẹp mức độ vừa hay nó nhẹ thì bỏ sang một bên, ta không có chỉ định thay van đâu nhé. Hẹp mức độ vừa từ 3 đến 4 mm, xin lỗi, mét trên giây cái vận tốc của nó, và cái chênh áp từ 20 đến 30. Nếu bệnh nhân có triệu chứng và nếu bệnh nhân có suy thất trái thì chúng ta lại phải xem xét tiếp đấy, là cái diện tích lỗ van này có thực sự nhỏ dưới 1 cm vuông hay không, và cái Vmax này có lớn hơn 4 hay không, và bệnh nhân cái giai đoạn này ta gọi là D2 thì chúng ta vẫn có triệu chứng với mức độ chỉ định là 2A thôi, là thay van động mạch chủ. Còn nếu bệnh nhân không có triệu chứng, là vừa không có triệu chứng này, vừa không có cái diện là suy giảm chức năng thất trái dưới 50%, diện tích lỗ van vẫn nhỏ hơn 1 cm vuông, EF lớn hơn 50%, và cái giai đoạn này giai đoạn D3 và hẹp van động mạch chủ, có chúng ta quy cho đấy chính là các cái nguy cơ để gây ra cái bệnh nhân là khó thở này, thì chúng ta cũng vẫn có chỉ định thay van động mạch chủ với cái mức độ là 2A. Thế còn trường hợp là hẹp van động mạch chủ mức độ vừa đây, hoàn toàn không có triệu chứng, là giai đoạn B thôi, nhưng bệnh nhân này ví dụ phải đi mổ tim, mổ thay van hai lá chẳng hạn, hoặc là bệnh nhân này phải làm sao, phải đi mổ bắc cầu nối mạch vành, thì cái này cũng có chỉ định thay luôn cái van động mạch chủ, mặc dù cái van động chủ mức độ mới chỉ là hẹp vừa, nhưng mà vì có một cái mổ tim khác thì chúng ta vẫn có chỉ định. Thế để đọc cái sơ đồ này, để chúng ta có một bệnh nhân vào bất kể cái gì đó là chúng ta đều nhớ được hết, để chúng ta có thể đưa ra chỉ định mà nó không sai. Đấy thì tôi nhân những trường hợp đấy tôi muốn hỏi để các bạn đều nắm được như vậy, để chúng ta không bao giờ bị sai trong trường hợp đấy. Câu hỏi số 2, chúng ta bỏ qua cái vấn đề về điều kiện kinh phí của bệnh nhân đi. Thì bệnh nhân A nên mổ hay nên thay van qua đường ống thông? Bệnh nhân B nên mổ hay thay van qua đường ống thông? Thì tôi xin nhắc đây là cái khuyến cáo năm 2017, nó dựa trên các nghiên cứu có từ trước đấy, nghĩa là từ năm 2016 về trước. Thế còn năm nay thì đã có một cái khuyến cáo thay đổi một chút thì chúng ta sẽ cập nhật sau, nhưng mà chúng ta cứ nắm được cái này đã, là từ những năm đấy thì người ta thấy là gì, bệnh nhân hẹp van động mạch chủ mà đã có triệu chứng rõ, nếu cái nguy cơ ngoại khoa thấp thì tốt nhất là nên mổ ngoại khoa, không bàn cãi. Nguy cơ trung bình thì cũng vẫn tốt nhất là ngoại khoa, có thể thay van mạch chủ qua đường ống thông. Nguy cơ cao thì lựa chọn hoặc mổ hoặc là thay van qua đường ống thông ngang nhau. Nếu mà cái gì làm được tốt hơn ta làm, do là hát tim bàn, tôi hát tim bệnh nhân có tiền, tôi sẽ ưu tiên cái thay van qua đường ống thông hơn là cái mổ. Còn nếu bệnh nhân ở cái giai đoạn gọi là chống chỉ định phẫu thuật hay nguy cơ cực kỳ cao thì chỉ còn mỗi lựa chọn là thay van qua đường ống thông với chỉ định loại 1 ở đây, rất rõ ràng. Thế đến đây những câu hỏi của chúng ta đã lần lượt là rất rõ ràng rồi, cái bệnh nhân trên chúng ta diện tích lỗ van là 0.8, bệnh nhân có NIA 2, chênh áp qua van là 60 thì nó đã hơn cái mức độ kia rồi, bệnh nhân đã có khó thở triệu chứng là NIA 3 rồi, thì chúng ta cũng không cần bàn cãi gì nữa, chúng ta phân hạng của nó vào là D mấy rồi, ít nhất nó cũng rơi vào gọi là C2, có nghĩa là hẹp nặng có triệu chứng, rơi vào D1 rồi, là hẹp vừa hẹp nặng lại vừa có triệu chứng. Và chúng ta bệnh nhân này ta phân tầng nguy cơ là bệnh nhân nguy cơ chỉ có thêm cái COPD, STS thì là nguy cơ là vừa, thì trường hợp này tốt nhất là vẫn gì, mổ thay van, mổ để thay van động mạch chủ. Nhưng nếu bệnh nhân có điều kiện có thể có chỉ định là thay van qua đường ống thông, bởi vì dựa trên các cái tính toán chúng ta như vậy. Thế thì nó rất là đơn giản như vậy thôi.
chứ cũng không phải cái gì nó phức tạp để chúng ta dựa trên cái sơ đồ đấy để hoàn toàn các bạn có thể là áp vào. Tất nhiên chúng ta không phải nhớ ngay đâu, nhưng chúng ta đọc một lần, chúng ta đối chiếu bệnh nhân chúng ta thì chúng ta sẽ không bao giờ quên, là suốt đời chúng ta sẽ không bao giờ quên như vậy. Đấy là cái thứ nhất là hẹp van động mạch chủ. Trường hợp thứ hai là hở van động mạch chủ. Hở van động mạch chủ thì nó đơn giản hơn một chút về cái cách mà chúng ta tiếp cận, vì cái kia nó liên quan đến cái thủ thuật mà chúng ta thay van qua đường ống thông mà cũng phải chỉ định nó hết sức là tinh tế. Nhưng hở van động mạch chủ thì chúng ta gặp một bệnh nhân như thế này, 35 tuổi, không chưa có triệu chứng, khám tim mạch phát hiện có hở chủ, DD là 57, chúng ta nhớ DD 57 nhé, DS là 42, EF là 55. Bệnh nhân đi H1 chưa có triệu chứng, chỉ có khi gắng sức rất mạnh có triệu chứng, có chỉ định phẫu thuật hay không? Giai đoạn mấy thì chúng ta dễ trả lời rồi, giai đoạn mấy chúng ta cứ theo cái phân loại thôi. Giai đoạn của chúng ta, nếu mà cái van chưa có gì thì mới gọi là at risk thôi, nghĩa là có nguy cơ hở van thôi. A thì chúng ta không để ý, nhưng mà giai đoạn B thì chúng ta có phân loại như sau: hở van động mạch chủ mức độ nhẹ, hở van động mạch chủ mức độ vừa, nó dựa vào cái độ rộng của cái diện tích cái dòng hở của chúng ta dưới 25% của cái đường da thất trái. Ở đây cái thể tích của một cái dòng hở là dưới 30ml trên một mét bóp, cái phân số cái dòng hở đấy là dưới 30%, và đặc biệt là cái diện tích của cái dòng hở đấy là dưới 0.1 cm², thì đấy là nhẹ. Còn vừa thì chúng ta từ 25 đến 68, 50 đến 59, và từ 1 đến 0.1 đến 0.2 cũng theo cái đấy, hoặc là khi chụp trên buồng tim thì chúng ta theo cái tư quy định của Sandler thì nó là 2+, 2+ có nghĩa là sau mấy nhát bóp thì nó mới bắt đầu nó thấy nó phục ngược trở lại động mạch chủ và nó vẫn rõ theo từng nhát bóp, để chúng ta như vậy chức năng thất trái hoàn toàn bình thường và đường kính các thứ là hoàn toàn bình thường, có thất trái có thể hơi giãn một chút, đấy là giai đoạn B. Thế còn giai đoạn C của chúng ta là gì? Giai đoạn C là nó phải kèm theo là hở van động mạch chủ nặng nhưng mà chưa có triệu chứng. Thế nào là nặng? Có nghĩa là trên 65, từ 65% cái đường kính của dòng hở, nghĩa là độ rộng của dòng hở so với cái đường kính của đường da thất trái nó quá 65%. Đấy, chúng ta lại thấy là cái thể tích dòng hở trên 60, cái này đo được hết. Cái còn cái gọi là cái diện tích của cái dòng hở này là trên 0.3 cm², trên chụp buồng tim thấy mức độ hở 3+, 4+. Nhưng đặc biệt ở đây chúng ta phải chia làm C1 và C2. C1 là gì? Mặc dù hở thế nhưng cái chức năng tâm thu thất trái vẫn trên 50, và đặc biệt ở đây hở chủ nó khác. Cái này là tôi cũng thấy nó khác cái thời tôi đi học. Ngày xưa thì đánh giá một cái thất trái giãn người ta dựa vào tâm thu hay tâm trương? Ngày xưa hay dựa vào tâm trương. Nhưng đối với hở van động mạch chủ chúng ta nhớ vào dựa vào đường kính tâm thu. Hôm vừa rồi chúng ta thấy là tất cả các bác sĩ phẫu thuật thực ra người ta cập nhật hơn chúng ta rất là nhiều. Thấy chúng ta thấy tiến sĩ Dũng nói ngay là cái DS có nghĩa là cái đường kính tâm thu của cái trường hợp hở chủ đấy nó đã 50, chứng tỏ nó rất là nặng, để người ta chú ý cái đấy hơn là đường kính tâm trương. Tâm trương nó giãn ra không quan trọng, mà cái DS nghĩa là cái đường kính cuối tâm trương, xin lỗi, cuối tâm thu của thất trái nó vẫn dưới 50 thì là C1, nghĩa là tóm lại nó chưa ảnh hưởng đến huyết động và chưa ảnh hưởng giãn buồng tim. Nhưng xin nó có ảnh hưởng nhưng chưa ảnh hưởng nhiều. Còn C2 là ảnh hưởng nhiều, là EF đã dưới 50% và cái đường kính này nó trên 50mm thì chúng ta nói đấy là có ảnh hưởng nhiều. Và khi đó chúng ta gọi là giai đoạn C1 và C2, chúng ta cần phải phân độ đó. Và giai đoạn D thì chúng ta là hẹp nặng và có triệu chứng. Thế nào là hẹp nặng thì tôi đã phân tích ở trên. Thế nào là có triệu chứng lâm sàng đã rõ và bệnh nhân đã có kèm theo cái rối loạn huyết động. Khi đó phải làm gì? Chúng ta sẽ theo sơ đồ thôi, rất đơn giản. Một cái hở van động mạch chủ, mức độ gì? Mức độ nặng. Giai đoạn gì? C và D. Đo các cái thông số của chúng ta, ví dụ 60ml trên một nhát bóp, diện tích dòng hở trên 0.3cm², thất trái đã có giãn, bệnh nhân có triệu chứng. Giai đoạn D, mổ không còn bàn cãi nữa. Giai đoạn C, bệnh nhân là chưa có triệu chứng nhưng cái EF nó giảm dưới 50% là cái giai đoạn C2, hoặc là bệnh nhân cần phải một cái phẫu thuật tim khác, mổ chỉ định không còn bàn cãi. Nó chỉ là có cái là có thể mổ hoặc có thể nên mổ là gì? Ở đây ta thấy là EF nó vẫn trên 50 nhưng cái đường kính cuối tâm thu của thất trái nó lại cũng trên 50 là giai đoạn C2, thì chúng ta có thể chỉ định mổ sớm.
ở đây đấy, chúng ta nhớ là đấy tại sao tôi nói là anh Dũng anh rất cập nhật cho đấy bệnh nhân, mặc dù cái triệu chứng nó chưa rõ ràng, buồng thất trái nó giãn, nhưng người ta sẽ hỏi chúng ta thế nào là giãn. Bạn ấy bảo à cái này là thưa thầy là DD nó là 55 rồi thì không có ý nghĩa gì cả, mà chúng ta bảo thưa thầy cái DS nó đã là 51 rồi thì lúc đấy mới là có cái ý nghĩa để chúng ta chỉ định mổ, còn cái DS lúc đấy nó vẫn là 40, ta không có chỉ định mổ trong trường hợp đấy. Nhưng một trường hợp khác là gì? AS vẫn cao nhưng mà cái DD, đây mới là dựa vào DD, là trên 65 và nguy cơ của phẫu thuật thấp, thì lúc đấy chúng ta có thể xem xét mổ với cái chỉ định là mức độ 2B. Ở đây chúng ta thấy là mức độ 2B là mức độ là rất là không nghiêng về cái chuyện mổ đấy, vẫn nghiêng về theo dõi. Còn lại tất cả các trường hợp là gì? DES vẫn tốt, DS vẫn tốt, nghĩa là vẫn dưới 50, mặc dù DD và DD vẫn dưới 65, thì khi đó chúng ta theo dõi định kỳ. Chỉ có trường hợp là bệnh nhân là giai đoạn, mặc dù giai đoạn B có nghĩa là hẹp van động mạch chủ mức độ vừa thôi, chưa có triệu chứng, nhưng bệnh nhân cần phải đi một cái phẫu thuật tim khác thì chúng ta cũng có chỉ định thay van động mạch chủ. Ở đây tôi nói là kể cả hẹp, kể cả hở mức độ vừa, nhưng không may bệnh nhân ấy làm sao? Phải đi để mổ bắc cầu nối mạch vành chẳng hạn, thì đương nhiên chúng ta cũng cần có chỉ định là thay cái van động mạch chủ nếu cái điều kiện cho phép. Thì đấy là nôm na về cái hở van động mạch chủ, thì chúng ta cũng nắm được các cái quy định rất là rõ như vậy. Bây giờ đến bệnh lý hẹp van hai lá, thì cái quay lại cái câu hỏi của bệnh nhân trên đấy, bệnh nhân nữ 30 tuổi không triệu chứng, khám sức khỏe tình cờ hẹp hai lá, diện tích lỗ van 1.2, áp lực động mạch phổi tâm thu 30, Winskin 8 điểm, không có huyết khối, có chỉ định nong van hai lá không, nếu không thì cho thuốc gì, theo dõi như thế nào? Đấy là những câu hỏi rất rõ ràng. Thì để trả lời câu hỏi đấy, ta phải trả lời là à, bệnh nhân này là hẹp hay là giai đoạn gì, A, B, C, D, mức độ nhẹ, vừa, nặng hay ra làm sao. Ở đây chúng ta thấy là nó phân tích rất là rõ, hẹp hai lá, mức độ nhẹ, vừa khi mà diện tích lỗ van trên 1.5 cm², và cái ở đây người ta có gọi là diastolic pressure half time, có nghĩa là PHT đấy, là dưới 150 mg, để chúng ta tính như vậy. Còn hẹp hai lá, mức độ rất nặng, hay chúng ta thường gọi là khít ấy, khi nó dưới 1 cm², còn dưới 1.5 nghĩa là từ 1 đến 1.5, gọi là hẹp hai lá nặng. Còn hẹp hai lá đây chúng ta hay có dùng từ chúng ta hẹp hai lá khít, gọi là very severe, nghĩa là dưới 1. Nhưng mà thực ra cái này thì chúng ta cũng có bàn cãi nhau về cái thuật ngữ. Thuật ngữ của chúng ta là gì? Ngày xưa các thầy cứ dưới 1.5 thì gọi là hẹp hai lá khít. Thế nhưng mà theo chúng tôi nghĩ là các cái phân loại quốc tế nó đều chia rất làm rõ rồi. Từ 1.5 trở lên, nghĩa là từ trên 1.5 trở lên thì là hẹp hay lá nhẹ. À, hẹp hay lá vừa, xin lỗi. Trên 2 là hẹp hay lá nhẹ. Đấy là đang nói về diện tích. Nhưng mà từ 1 đến 1.5, nghĩa là dưới 1.5 đã là hẹp hay lá nặng rồi. Nhưng nó lại còn dưới 1 là rất nặng. Thế do cho nên nếu chúng ta dùng cái từ hẹp hay lá khít thì chúng ta cũng nên chỉ cho là cái mức độ là theo tôi thì là dưới 1 thì nó chính xác hơn. Thế nhưng mà bây giờ chúng ta lại vẫn phải, vấn đề lịch sử thì chúng ta vẫn phải tạm phải dùng là dưới 1.5 đã có thể gọi là hẹp hay lá khít, nhưng mà dưới 1 thì nếu mà như thế thì chúng ta dùng từ là rất khít. Đấy, nó lại khó là chỗ đấy, thì tôi khít hay không thôi, bây giờ chúng ta cứ thay đổi cái từ chúng ta theo quốc tế hóa đi, là gì? Nhẹ, vừa, nặng và rất nặng, thì ai cũng hiểu rất nặng là bao nhiêu? Dưới 1 trở xuống, nặng là dưới 1.5, còn vừa là 1.5 đến 2.0, và trên 2.0 là hẹp hay là nhẹ. Đấy thì chúng ta dễ hiểu như vậy và chúng ta sẽ nói với nhau nó dễ hơn. Thế còn theo cái danh từ cũ của trong sách giáo khoa người ta vẫn dùng ấy, thì dưới 1.5 thì đã gọi là hẹp hay là khít. Thế thì bây giờ lại dưới 1 nữa thì thôi hẹp hay là rất khít, thì tôi nghe nó cũng hơi, bởi vì chữ khít cũng nghĩa là để chỉ, theo tôi đây là gọi là theo suy diễn của tôi thì khít cũng nghĩa là để chỉ là rất nặng rồi đấy. Thế còn bây giờ chẳng nhẽ lại là hẹp hay là khít là dưới 1.5, còn dưới 1 là rất khít, thế còn dưới 0.5 thì rất khít nữa hay là như nào, thì bởi vì nó như thế thì nó rất là khó. Mà giờ thôi thì cứ theo gọi theo luật lệ của các thầy gọi nào, ta cứ tạm gọi như chúng ta hiểu như thế. Chúng ta hiểu là phải có những cái mốc nó chia thì nó cũng không có thay đổi gì, thì chúng ta hiểu như vậy. Đấy, cái giai đoạn D là gì? Hoặc là hẹp hay lá nặng, hoặc là rất nặng và đã có triệu chứng. Đấy, cái là cứ nôm na như thế để cho nó dễ hiểu.
Thế thì để chỉ định can thiệp van hai lá chúng ta làm như thế nào? Một cái hẹp hai lá do thất tim. Nếu hẹp hai lá rất nặng, diện tích dưới 1 cm² và pHT trên 220 mg, bệnh nhân có triệu chứng giai đoạn C, mà cái bệnh nhân này thì cái diện, xin lỗi, cái van này của bệnh nhân, xin lỗi, bệnh nhân không có triệu chứng nhé, mặc dù hẹp rất nặng nhưng không có triệu chứng, hoàn toàn không có triệu chứng gì giai đoạn C, diện tích lỗ van đã thấp nhưng cái hình thái van thích hợp cho nong van hai lá, bệnh nhân không có chống chỉ định thì chúng ta nên nong van hai lá qua da. Nhưng ngược lại, bệnh nhân lại không có triệu chứng mặc dù hẹp nặng nhưng lại chống chỉ định nong van hai lá, ví dụ đang có huyết khối ở trong cái buồng nhĩ trái một chút, thì không có chỉ định nong van hai lá, thì khi đó chúng ta phải theo dõi bệnh nhân, cho thuốc chống đông đã, có thể nửa năm sau chúng ta lại xem xét lại, một vài tháng sau. Đúng như bạn nói, bản thân tôi thì cũng thấy cái khuyến cáo này nó cũng hơi cực đoan tí, tại bản thân tôi thì cũng theo dõi bệnh nhân lại, khoảng những trường hợp nặng như này thì cũng nên khuyên người ta khám lại định kỳ 1 tháng, 3 tháng, 6 tháng. Đấy thì nó cũng như thế thì nó cũng dễ dàng hơn để chúng ta điều chỉnh. Nhưng mà cần thiết phải làm lại siêu âm để tính tiền bảo hiểm, thì cái 6 tháng mới được tính một lần. Đấy, cái này rất rõ như vậy, nó không sai. Thế thì trường hợp đấy thì chúng ta phải theo dõi sau 6 tháng. Nếu cái cục máu đông nó tan thì chúng ta lại chỉ định nong van hai lá, và trong thực tế chúng tôi cũng đã từng làm như vậy rồi, không nhất thiết phải đi mổ. Tôi đang nói là hẹp rất nặng nhưng hoàn toàn không có triệu chứng, bệnh nhân hoàn toàn sinh hoạt bình thường thì chúng ta mới thái độ xử trí như thế. Nhưng mà ngược lại, hẹp rất nặng mà có triệu chứng, có nghĩa là giai đoạn D, hình thái mà tốt cho nong van thì nên chọn nong van trước, còn hình thái không tốt cho nong van thì chúng ta mổ thay van, phải chỉ định bệnh nhân mổ thay van, nhất là bệnh nhân có triệu chứng nặng là Niha 3-4 vân vân, và cái nguy cơ mà của chúng ta là với một cái nguy cơ như vậy. Thế còn hẹp hay lá nặng có nghĩa là dưới 1.5 mà bệnh nhân cũng có triệu chứng rồi, hình thái vẫn như thế rồi, thì chúng ta vẫn chia ra đây là đi nong van thôi. Tóm lại là gì? Dưới 1.5 là có triệu chứng là đi nong van. Đấy, nó rất là rõ rồi. Nhưng ở đây chúng ta lại có một cái này, không có triệu chứng dưới 1.5 nhưng lại mới xuất hiện dung nhĩ. Mới xuất hiện dung nhĩ, hình thái lỗ van, hình thái của van tốt, không có chống chỉ định, không có cái huyết khối, thì chúng ta cũng có thể chỉ định nong van hai lá. Nhưng ở mức độ đây là bằng chứng gì? Có 2B thôi nhé. Chúng ta nhớ là có thể nhé. Với cái điều kiện cái trung tâm chúng ta phải nong van hai lá rất tốt, rất giỏi thì mới mang đi bệnh nhân nong van. Còn nếu không thì sao? Đi theo dõi định kỳ cho bệnh nhân. Đấy, không có xuất hiện dung nhĩ mới và bệnh nhân hoàn toàn không có triệu chứng, mặc dù mức độ hẹp nhiều thì cũng vẫn theo dõi định kỳ. Thế đây một cái nữa là hẹp van hai lá mức độ vừa, có nghĩa là trên 1.5, quay trở lại cái ca đầu tiên của chúng ta là 1.52 ấy. Bệnh nhân cái triệu chứng nhưng lại do nguyên nhân của cái COPD. Thế thì trong trường hợp đó thì chúng ta tốt nhất là chúng ta vẫn theo dõi. Nhưng ngược lại, bệnh nhân này lại không có COPD, không có triệu chứng, không có bất kể bệnh lý gì đi kèm, chúng ta khảo sát kỹ rồi mà bệnh nhân vẫn có khó thở, ghi gắng sức, thì chúng ta cần phải làm nghiệm pháp gắng sức cho bệnh nhân. Trong lúc làm nghiệm pháp gắng sức, chúng ta có thể đo đạc được, nếu mà thấy cái áp lực mao mạch phổi bít trên 25 mm thủy ngân, hay nói cái khác là trong con lúc đó người ta đo được cái thông số gọi là tính ra tương đương của áp lực nhĩ trái đấy, trên 25 mm thủy ngân, thì chúng ta cũng có chỉ định để nong van hai lá cho bệnh nhân với cái mức chỉ định là 2B. Ở đây chúng tôi nói rất là rõ. Thế còn khi nào thì nong van rồi win kin tính làm sao thì chúng ta học hết rồi, chúng tôi cũng không muốn nói ở đây, vì cái đấy thì các bạn đều được học rất là kỹ rồi. Bây giờ đến một cái bệnh lý này nữa, nó mới là bệnh lý mới gặp và rất là nhiều, đó là hở van hai lá. Hở van hai lá, nếu nói bây giờ trong các bệnh lý tim mạch, sau bệnh lý động mạch vành thường gặp nhất, thì hở van hai lá là cái bệnh lý thường gặp thứ nhì và nó cũng tiêu tốn một nguồn lực rất là lớn. Nhưng nói đến hở van hai lá thì các bạn phải phân loại ra ngay lập tức, đây là hở van hai lá tiên phát hay hở van hai lá thứ phát. Hẹp hai lá, xin lỗi, hẹp hở hai lá thì hở hai lá đây là tiên phát hay thứ phát? Nội chú, lại nội chú. Bây giờ một cái hở van hai lá do nguyên nhân thấp tim thì đây là tiên phát hay thứ phát? Hả? Tiên phát. Thế một cái hở hai lá do giãn buồng tim, do giãn buồng tim ấy, thì đây là tiên phát hay thứ phát? Hả? Không có bất thường gì cấu trúc cả.
thì là gì? Là thứ phát. Thế có bất thường cấu trúc, ví dụ như là bệnh nhân bị sa van hai lá thì tiên phát hay thứ phát? Không liên quan đến máu cơ tim, bệnh nhân tự nhiên nó sa một cái van hai lá xuống thì là tiên phát hay thứ phát? Sao? Đấy, nên chúng ta lẫn lộn hết tất cả các khái niệm rồi. Tất cả khái niệm chúng ta bị đảo lộn ngược lại nhé. Đấy là lẫn lộn. Hở van hai lá tiên phát và hở van hai lá thứ phát nó rất là không đúng như chúng ta nghĩ. Một trường hợp do bệnh thấp tim gây ra hở hai lá, đấy là hở hai lá thứ phát, nên không còn cãi, và chúng ta phải giải quyết nguyên nhân, không có bàn cãi gì nữa, không có lằng nhằng trong cái chuyện đấy. Đấy, ở đây cái giai đoạn của hở hai lá tiên phát nó mới là cái bệnh lý mà chúng ta hay gặp, đấy là chính là những cái trường hợp mà hở hai lá như chúng tôi đã nói trên. Là gì? Là bệnh nhân là, xin lỗi, ở đây chúng ta phải xem xét lại một chút ở chỗ này. Ở đây thì chúng ta phải xem xét lại rất kỹ là đầu tiên là tiên phát và hai là thứ phát. Xong sau đó là tiên phát hay thứ phát thì chúng ta mới lại xem xét tiếp là ở đây là gì? Là cái giai đoạn của cái tiên phát và cái giai đoạn của thứ phát nó là như thế nào. Đây, ở đây thì chúng ta nói rất là kỹ. Ở đây là state of primary mitral regurgitation. Ở đây thì chúng ta nói rất là rõ là gì? Về cái hình thức van của chúng ta gọi là tiên phát khi, đấy tôi xin lỗi bạn là như vậy, là khi là một bệnh nhân có một cái sa van hai lá rất là nặng và nó có một cái mất một số khoảng một cái dây chằng hoặc là một cái đám để nó hở xuống như thế thì để nó gây ra như thế thì chúng ta mà bị như vậy, hoặc là một cái hẹp bệnh lý van hai lá do thấp tim nhưng mà nó lại mất đi cái sự gọi là coaptation, nghĩa là của cái áp của hai cái van hai lá vào nhau, khi nó đóng, nó không đóng kín, nó bị kênh, nó đóng kín, nó không coapt vào nhau. Hoặc là một bệnh nhân bị một cái gì, một bệnh nhân bị một cái bệnh lý viêm nội tâm mạc nhiễm khuẩn trước đó mà sau đó là nó bị thủng ra một chỗ, nó gây ra hở đấy. Hoặc là một cái bệnh nhân bị một cái bệnh lý mà sau khi mà chúng ta bị một cái bệnh ung thư, người ta chiếu xạ mà nó bị đứt cái dây chằng hoặc thậm chí nó thủng cả một cái van, thì tất cả những cái đấy nó gọi là tiên phát nhé. Đây là tôi nói là chúng ta sẽ bị lẫn lộn từ tiên phát, thứ phát ở đây. Tiên phát ở đây là để nói lên là tất cả những cái trường hợp là van hai lá có nguyên nhân. Đấy, thì nó rất là rõ như vậy. Thì nghĩa là nó bị hỏng một cái van hai lá có nguyên nhân. Thì cái dối van hai lá tiên phát của chúng ta thì chúng ta bắt buộc của chúng ta, thực ra chúng ta dùng từ tiên phát chúng ta dễ bị hiểu nhầm, thì chúng ta gọi là primary và secondary. Secondary có nghĩa là hở van hai lá do không phải là cơ chế của nó hỏng cái van hai lá đấy, mà hở van hai lá đấy là do cơ chế của cái gì, giãn cái buồng tim, và khi đó nó dẫn tới là cái van hai lá nó bị rộng ra và không phải do cơ chế nó bị thủng cái van, không phải do cơ chế nó hỏng cái van để nó dẫn tới cái chuyện đó. Thì cũng từ cái chuyện đó thì chúng ta mới suy ra là gì, phân loại giai đoạn của hở van hai lá tiên phát thì chúng ta cũng phân loại nó dựa trên các cái cấu trúc của cái van nó bị hỏng, ảnh hưởng huyết động hay chưa, và bao giờ chúng ta cũng nhớ là có triệu chứng của bệnh nhân hay chưa. Thì ở đây thì chúng ta thấy rằng là cái này thì chúng ta phải nhớ thôi, cũng chẳng có cách nào khác cả. Khi ở cái mức độ nhẹ của cái hở van hai lá là người ta nói là cái dòng hở trung tâm là từ 20 đến 40, cái thể tích của cái khối lượng hở đấy thì nó dưới 60 cm khối đấy, và cái gọi là cái phân số hở đấy nó dưới 50%, và đặc biệt là cái diện tích dòng hở đây nó dưới 0.4 cm vuông. Ở đây chúng ta thấy là tất cả những cái siêu âm màu người ta đo được như thế, hoặc là trên trục buồng tim thì người ta thấy rằng là gì, cái độ hở trên trục buồng tim là từ 1 đến 2 cộng, thì khi đó người ta gọi là về mặt cái van hemodynamic là cái gọi là cái huyết động học qua van, thì khi đó chúng ta phải nhớ các cái thông số này, thì mức độ này người ta gọi là mức độ vừa. Và cái giai đoạn này mới giai đoạn B, khi bệnh nhân đang tiến triển chưa có triệu chứng, bệnh nhân mới bắt đầu là có cái biểu hiện là hở van hai lá do sa van,
chúng ta có thể thắt tim theo đóng không kín, hoặc tiền sử bệnh nhân có bị một cái viêm nội tâm mạc trước đây thì nó chưa ảnh hưởng tới cái nhĩ trái giãn chưa được rộng và không có giãn thất trái rộng ra và áp lực vào mạch phổi hoàn toàn bình thường, thì ở đây là giai đoạn B. Ngược lại giai đoạn C thì chúng ta thấy là gì, cái diện tích dòng hở trung tâm, nghĩa là cái jet, cái luồng hở trên 40% của cái nhĩ trái và các cái khối lượng hở là trên 60cc, cái fraction hở nghĩa là các cái phân số hở trên 50% và cái diện tích của cái dòng hở là trên 0.4 cm², và ở đây nó đã bắt đầu có tăng nhẹ. Nếu có giai đoạn C1 là cái EF vẫn trên 60% nhưng mà cái đường kính của thất trái tâm thu là dưới 40 mm, còn cái C2 là gì, cái EF dưới 60% nhưng cái đường kính cuối tâm thu nó lại trên 40 mm, thì chúng ta có giai đoạn như vậy. Đặc biệt là cái giai đoạn D là chúng ta có triệu chứng và hở mức độ nặng. Hở mức độ nặng được định nghĩa là cái diện, cái dòng jet nó trên 40% cái diện tích của cái nhĩ trái này, hoặc là cái khối lượng hở nó trên 60, hoặc là cái thể tích gọi là cái phân số hở nó trên 50, hoặc là cái diện tích dòng hở là trên 0.4 cm², và tất nhiên chụp cái kia nhưng bệnh nhân đã có những cái dấu hiệu nặng của giãn nhĩ trái rất là nặng, hoặc là có giãn thất trái, hoặc là có sự xuất hiện của cái phổi, thì khi đó là chúng ta tất cả cái đấy chúng ta gọi là hở hay là tiên phát. Ở đây chúng ta nhớ nhé, tiên phát nghĩa là nó hỏng cái van đấy, thì đấy chúng ta gọi là tiên phát và primary. Còn thứ phát là gì, cái van nó không hỏng và nó do giãn cái buồng thất ra thì chúng đó là thứ phát. Và thứ hai là kể cả tiên phát thứ phát thì chúng ta cần phải định nghĩa là cái giai đoạn A, B, C, D cộng với là nó dựa trên cái mức độ hở đấy theo cái diện tích dòng hở so với cái nhĩ trái, thứ hai là cái thể tích dòng hở và đặc biệt là cái diện tích của cái dòng hở mà chúng ta đo được cái cuối cùng để chúng ta thấy được như vậy để chúng ta quyết định. Thế còn secondary có nghĩa là chúng ta ở đây là nó có thay đổi so với trước một chút là như thế này. Ở cái giai đoạn B của nó thì cái diện tích dòng hở nó vẫn dưới 0.4, thể tích là dưới 60 ml và cái fraction có nghĩa là cái phân số vẫn dưới 50%. Nhưng ở đây chúng ta là thấy rằng là gì, có cái giãn của cái vòng van đấy và mất cái đóng kín ở cái phần trung tâm của cái lá van thôi chứ nó chưa lan rộng ra phần xung quanh, thì ở đây là mặc dù nó giãn cái vòng van rất nhiều nhưng nó chưa động chạm bên kia, thì chúng ta đều phải làm như vậy. Thế còn cái giai đoạn C của chúng ta thì nó vẫn là cái diện tích dòng hở lớn hơn 0.4, vẫn cái thông số như thế kia thôi. Nhưng ở đây chúng ta thấy rằng là gì, nó đã có giảm cái chức năng thất trái và cái thất trái nó đã giãn ra do cái hở như vậy. Còn giai đoạn D là cái giai đoạn bao giờ có vừa triệu chứng vừa hở rất là nhiều với các cái gọi là các cái tiêu chuẩn của mức độ nặng của cái hở trên cái bề mặt huyết động. Nhưng mà ở đây chúng ta thấy rằng là cái việc nó đã giãn chức năng thất trái, nghĩa là giãn thất trái rất nhiều và các cái rối loạn của các cái giảm vận động vùng của cái toàn bộ cái thất trái vì nó hở lâu dẫn tới suy tim giãn như vậy, thì nó dẫn tới cái hiện tượng để chúng ta thấy rằng là nó có thể ảnh hưởng như vậy thì để chúng ta phân độ. Thế thì ở đây chúng ta lựa chọn điều trị cho bệnh nhân hở van hai lá tiên phát, hay là các khác hở van hai lá chúng ta hiểu nôm na do hỏng cái van hai lá đấy, thì chỉ định điều trị như thế nào? Thì chúng ta chỉ định là chỉ điều trị nội khoa là hợp lý ở những cái bệnh nhân hở van hai lá tiên phát, kể cả giai đoạn D đã có triệu chứng mà diện tích của, xin lỗi, cái EF là dưới 60%, mà ở bệnh nhân đó cái việc mà chúng ta phẫu thuật nội khoa là không thể xem xét và thực hiện được. Ở đây chúng ta có một lưu ý nhé, thuốc giãn mạch không có chỉ định cho những bệnh nhân mà có huyết áp bình thường, có hở hai lá tiên phát mãn tính và cái chức năng normal systolic liver function có nghĩa là cái chức năng thất trái hoàn toàn bình thường. Thế bây giờ một cái hở hai lá do thất tim, tôi nói ví dụ như vậy, EF là vẫn 55%, không có huyết áp cao, huyết áp là 90/60. Câu hỏi đặt ra là cho thuốc chẹn kinh canxi là một thuốc giãn mạch có mang lại hiệu quả hay không? Cho thuốc ức chế men chuyển có mang lại hiệu quả trong trường hợp hay không? Thì cách thử nghiệm cho đến nay là chưa mang lại hiệu quả. Nhưng đây như tôi nói nhưng nhé, cũng trường hợp đấy nếu EF nó lại thấp
thì cái việc mà chúng ta cho thuốc ức chế men chuyển và các cái thuốc khác điều trị lại mang lại hiệu quả hết sức rõ ràng. Do đấy cái việc điều trị nội khoa chúng ta câu hỏi là nếu không thì cho thuốc gì, thì cái đó cũng là cái mà các bạn cần phải lưu ý cho nó hết sức rõ ràng. Đây còn đây là điều trị chẩn đoán để chúng ta khi điều trị ngoại khoa của một trường hợp hở hai lá. Trước một trường hợp hở hai lá, chúng ta phân là hở hai lá này là do primary, nghĩa là do hỏng van hai lá, hay là secondary là giãn vòng van. Chúng ta hiểu nôm na như vậy. Nếu mà hở hai lá do hỏng cái van hoặc dây chằng mà có triệu chứng hở hai lá rất là nặng ở đây, và bệnh nhân có triệu chứng nhất là giai đoạn D và EF vẫn trên 30%, thì chúng ta có chỉ định là mổ thay van. Còn nếu EF trên 30% của chúng ta mà nó không phải cái trường hợp đấy, hay là cái khác là EF nó đã thấp rồi, thì cái việc mổ thay van là hết sức thận trọng. Có thể vẫn có chỉ định nhưng mà tiên lượng nó nặng lắm, do cho nên là các bạn đừng để hở hai lá đến lúc mà cái EF nó dưới 30%. Bởi chúng ta biết là một cái hở hai lá nếu EF bằng cái EF thông thường có nghĩa là đã làm sao rồi, nó đã giảm rồi. Còn bình thường nó phải cao hơn thông thường một chút thì nó mới là bình thường, nó bù lại vì nó hở như vậy. Thế thì bây giờ chúng ta nếu một cái hở hai lá mà EF dưới 30% thì cái việc mà chúng ta mang đi mổ hết sức là nặng nề. Trên 30% thì có chỉ định mổ. Ở đây ngược lại là gì? Hở hai lá nặng rồi nhưng mà không có triệu chứng là giai đoạn C, EF từ 30-60%, hoặc là cái đường kính thất trái cuối tâm thu trên 40mm giai đoạn C2 cũng có chỉ định mổ. Nó lại rơi vào cái lòng hoằng nhất, là cái khó chịu nhất là cái này. EF vẫn trên 60%, đường kính cuối tâm thu vẫn dưới 40mm là giai đoạn C1. Bệnh nhân có sự thay đổi hay là sự tiến triển của cái tăng nhanh cái giãn của thất trái, đường kính thất trái cuối tâm thu nó tăng nhanh, hoặc là giảm của cái EF thì cũng có chỉ định mổ. Nhưng mà ở đây chúng ta lại có một cái là mới xuất hiện của cái dung nhĩ nữa, áp từ động mạch phổi tâm thu lại trên 50mm thủy ngân, và bệnh nhân lại phải ước tính là cái liệu chúng ta mổ đấy thì cái khả năng sống còn của bệnh nhân nó có dưới 1% hay không, thì khi đó chúng ta mới có nên để bệnh nhân đi mổ. Còn nếu mà trung tâm nào bảo tôi cái tỷ lệ sống chết của tôi ở đây mổ là ước tính là trên 1% thì cũng nên đi theo dõi trường hợp đấy, chưa vội vàng mổ vội, chỉ trừ trường hợp dưới 1%. Ở đây nó là giai đoạn B, có nghĩa là mức độ hở hai lá vừa thôi mà có tiến triển thì vẫn là theo dõi, và theo dõi bao nhiêu lâu một lần thì chúng tôi đã nói ở trước. Cái nhóm số 2 là hở hai lá là do giãn cái vòng van, thì chúng ta phải chẩn đoán có bệnh lý động mạch vành hay không, bệnh nhân có suy tim hay không. Và trong trường hợp này tốt nhất là chúng ta cân nhắc là CRT, có nghĩa là cái máy tạo nhịp tái đồng bộ cho bệnh nhân. Nếu bệnh nhân vẫn có triệu chứng nặng mà hở hai lá mức độ nặng giai đoạn D mà sau một cái bệnh lý mạch vành hoặc là sau một cái bệnh lý suy tim, thì bệnh nhân vẫn ở cái mức độ NIHA 2-3 và có triệu chứng, thì chúng ta nên có giới thiệu bệnh nhân đi một cái mổ để sửa cái van ba lá này, xin lỗi, van hai lá này. Nhưng mà cái mức chỉ định ở đây là có thể thôi với mức độ là 2B. Còn trong mọi trường hợp bệnh nhân triệu chứng, bệnh nhân nó nhẹ, bệnh nhân không có triệu chứng mặc dù mức độ hở nhiều nhưng mà hở là do giãn vòng van hoặc là nó có tiến triển thôi, thì chúng ta vẫn theo dõi cho thời gian. Tóm lại là gì? Hở hai lá một cách do giãn vòng van thì chúng ta cũng cân nhắc lắm cái chuyện mà chúng ta điều trị. Đa số vẫn chỉ định là vẫn là điều trị bệnh chính, có nghĩa là vẫn là điều trị cái bệnh bạch vành, điều trị suy tim, cân nhắc cái CRT. Trong trường hợp mà làm hết trước vừa bệnh nhân vẫn triệu chứng nặng thì chúng ta có thể làm. Và trong cái nghiên cứu mới nhất năm vừa rồi thì nó báo cáo OCC, thì nó thêm một cái nữa là chúng ta có thể xét cái việc sửa van qua đường ống thông bằng mitral clip. Thì người ta thấy rằng là ở những cái trường hợp mà hở hai lá thứ phát do giãn vòng van này mà suy tim rất nặng mặc dù đã được điều trị rồi, thì chúng ta hoàn toàn có thể dùng cái mitral clip để chúng ta kẹp lại để cho bệnh nhân nó sẽ tốt hơn. Đấy là những cái vấn đề rất rõ ràng. Bây giờ còn một số những cái vấn đề nhỏ nữa trước khi chúng ta hết giờ. Là thế là một bệnh nhân hở ba lá, dung nhĩ, COPD, có dùng chống đông, có phẫu thuật sửa van ba lá hay không? Thì các cái giai đoạn của hở van ba lá thì chúng ta tự đọc, chúng tôi không xin không nhắc nhiều đây nữa, vì cái thực ra cái van ba lá bây giờ đang là một trong những cái mà người ta đang nêu ra gọi là forgotten van, có nghĩa là một cái van dễ bị lãng quên và đôi khi rất khó sửa, rất khó chữa.
và rất khó điều trị, thuốc cũng khó, làm gì cũng khó. Cái cách phân giai đoạn của nó cũng gần giống như cái của vở hai lá thôi, nhưng cái này nó phải đo kỹ cho cái vòng, cho cái van ba lá ở bên kia. Và đặc biệt ở đây người ta thấy là có thể sử dụng thuốc lợi tiểu khi mà hở nặng và có kèm theo là cái suy tim phải nặng vân vân, nó có thêm một cái đây. Và khi chúng ta thấy là đi khi hở van ba lá một bệnh nhân là gì, nếu bệnh nhân có hở van ba lá thì kèm theo suy tim rất là nặng của triệu chứng hở van ba lá là giai đoạn D đấy, mà cái hở van ba lá này là do hỏng van, có nghĩa là do một cái bệnh lý gì đó như thấp tim các thứ, thì chúng ta cũng có chỉ định là mổ để khi sửa van ba lá hoặc thay van. Còn nếu mà một hở cái này là functional, có nghĩa là hở van hay ba lá cơ năng thôi, là do giãn cái vòng van rất nhiều như cái ca trên của chúng ta, thì nếu mà bệnh nhân này có chỉ định là mổ thay van hai lá, ví dụ bệnh nhân hẹp hai lá mà hở cái vòng van ba lá nhiều, thì trong cái lúc mổ đấy thì chúng ta có chỉ định sửa van ba lá. Ngược lại bệnh nhân là gì, bệnh nhân là có một cái trường hợp hở van ba lá nặng nhưng mà đã reoperation, có nghĩa là đã phải tái mổ, đã mổ đi mổ lại rồi nó vẫn hở như thế, mà bệnh nhân vẫn có cái chức năng thất phải còn bảo tồn và không đến mức trầm trọng lắm trong các cái trường hợp tăng áp lực bệnh phổi, thì chúng ta cũng thể có chỉ định mổ để sửa van ba lá hoặc thay van với cái chỉ định chỉ là 2B, tôi nói với cái chỉ định chỉ là 2B thôi nhé. Đấy. Còn đối với những bệnh nhân mà hở van hay là ba lá nặng mà là hở van ba lá cơ năng, sẽ có chỉ định mổ hoặc sửa van hay lá khi mà bệnh nhân san ba lá, khi bệnh nhân có cái mổ bên van hai lá. Tóm lại rồi, cứ có cái chỉ định mổ bên van hai lá, van động mạch chủ mà van ba lá hở kèm theo, thì nên có chỉ định mổ hoặc sửa trong cái cùng một cái thì đấy. Còn lại thì cái việc mà mổ hoặc sửa trong trường hợp này đều rơi vào 2B, khá là khó khăn khi trường hợp bệnh nhân rất là nặng nề, và bây giờ người ta cũng có xu hướng như vậy. Và ngay bây giờ thì ở trên thế giới người ta thay vì người ta mổ người ta sửa, thì người ta có một cái là thay như là sửa van hai lá, thì người ta có trường hợp người ta chọc cả đùi này, người ta cũng dùng cái mitral clip, người ta cũng kẹp cái van ba lá lại. Nhưng mà thường đối với sửa van ba lá nó dễ hơn sửa van hai lá, vì không phải chọc qua bách liên nhĩ, chọc từ cái tĩnh mạch này chúng ta đã lên ngay được cái nhĩ phải, và chúng ta đưa được xuống cái buồng thất phải, chúng ta kéo lại cái clip, chúng ta kẹp cho hai cái. Nhưng mà thường cái này cái clip nó phải rộng hơn, nên là cái như cái kẹp nó phải rộng hơn, và thường phải mất 2-3 cái chúng ta kẹp được. Thì tội cái đấy nó khá là tốn kém, nhưng mà tương lai nó sẽ làm như thế thì nó sẽ đỡ hơn, bởi vì trường hợp van ba lá mà chúng ta mổ ra để sửa mỗi van ba lá thôi thì hết sức là phức tạp. Thì quay trở lại cái trường hợp này, bệnh nhân hở van ba lá nhiều, dung nhĩ đường kính thất phải như vậy, áp lực động mạch phổi đã tăng, BD và EF vẫn là tốt, thì như vậy là chúng ta cần phải lưu ý cái trường hợp này là chúng ta gì, có thể chỉ định nhé, có thể thôi nhé, với mức độ là chỉ định là 2B chứ không phải là bắt buộc phải chỉ định. Ở đây chúng ta nói hết sức là rõ ràng như vậy để chúng ta hiểu được như vậy. Đấy. Còn hẹp van ba lá là bệnh lý rất là hiếm gặp. Phân độ giai đoạn thì nó cũng dựa trên là cái diện tích lỗ van dưới 1cm² hay không, và cái này thì cực kỳ là hiếm gặp, mà nó cực thường kèm theo những cái bệnh lý van hai lá rồi các cái khác là rất là nặng nề. Và khi mà đã có hẹp van hay ba lá rất là nặng thì bệnh nhân cần phải có chỉ định phẫu thuật. Và bất kể trong mọi trường hợp nào như vậy thì thường kèm theo cái hẹp bên trái, cho nên cái chỉ định nó là khi bệnh nhân có phẫu thuật cái van bên trái thì thường quay sang là tính chuyện luôn cái van ba lá ở bên phải này, và người ta có thể là nong van ba lá bằng bóng qua da. Trong thực tế ở đây thì chúng tôi cũng đã nong vài ca hẹp van ba lá rồi, nhưng hiếm gặp lắm. Trước đây chúng tôi gặp, mấy năm nay tôi chưa gặp ca nào, nhưng mấy năm trước là có gặp cả hẹp hai lá cả hẹp ba lá, nhưng tôi nong cả van hai lá và van ba lá. Và thường hẹp ba lá thì là cũng do hậu quả của thất tim, nhưng mà ngày xưa thất tim mới còn nhiều thì mới có hẹp được ba lá, chứ còn về mặt huyết động của nó rất ít khi là cái hẹp van ba lá, để chúng ta hiểu như vậy. Thế còn hở van động mạch phổi nặng là những cái bệnh lý mà chúng ta thấy là gì, khi cái van nó hở nặng với cái Vmax trên 4 và bệnh nhân có triệu chứng hay không và gradient là trên 64mm thủy ngân như thế, thì chúng ta cần phải làm gì. Thì tất cả những cái này thì nó cũng đều có các cái chỉ định trong các khuyến cáo, thì những cái trường hợp này ít gặp và các bạn đều phải tự đọc của chúng ta trong này, chúng tôi sẽ kiểm tra như vậy. Chúng ta sẽ có thể là có những biện pháp bây giờ là khi như vậy nặng mà điều trị không có hiệu quả thì chúng ta có thể mổ để sửa lại cái đấy, nhưng mà bây giờ người ta hướng về là thay van động mạch phổi qua đường ống thông, nhất là những trường hợp hở nặng, ở những cái trường hợp mà bệnh nhân là làm sao sau khi đã mổ các cái bệnh lý van tim, bệnh lý tim bẩm sinh, ví dụ như bệnh Palo, người ta cái ống cái động mạch phổi người ta khoét nó rộng như thế này, người ta phải làm cái monocarp, nghĩa là lấy cái màng tim
người ta khâu vào một đấy như là một để tạo thành một cái hình van giả, nhưng mà cuối cùng cái van nó thoái hóa và hở, bệnh nhân suy tim rất nặng. Thì hiện nay xu hướng là người ta sẽ thay van động mạch phổi qua đường ống thông, người ta chế tạo qua những cái van, trên cái van đấy nó có một cái ống như cái stent rồi. Vì cái này nó không giống như van động mạch chủ. Van động mạch chủ nó có bị vôi hóa thì chúng ta có cái chỗ chúng ta đặt cái van vào. Nhưng van động mạch phổi này, nếu mà chúng ta đưa thẳng cái van đấy vào bơm lên thì nó rách ra ngay hoặc là nó nguy hiểm. Thì đầu tiên chúng ta phải thả vào đấy một cái ống, nó như là một cái van như là một cái stent đã, cái stent có màng bọc, stent wrap, sau đó là chúng ta sẽ thả một cái van giống như cái van động mạch chủ của đường ống thông. Thì cái này nó dễ hơn van động mạch chủ rất nhiều. Thay là gì? Chúng ta chỉ việc đi theo qua đường tĩnh mạch luồn lên cái động mạch phổi thả mấy phút là xong. Thì có tội cái đấy nó rất là đắt tiền thôi, thì chúng ta thấy như vậy. Còn hẹp van động mạch phổi thì đây là một bệnh lý tim bẩm sinh rồi, không có hẹp van động mạch phổi mắc phải đâu. Nên chúng ta sẽ theo dõi như vậy. Là một bệnh lý tim bẩm sinh thì cái thái độ của chúng ta điều trị như một bệnh lý tim bẩm sinh, tùy mức độ hẹp vừa, nhẹ hay nặng, và thường phát hiện sớm ở trẻ con, mà khi đó chúng ta sẽ nong van sớm. Còn những cái hẹp van động mạch phổi do những nguyên nhân khác mắc phải, ví dụ như là chúng ta do sau phẫu thuật chúng ta làm nó hẹp nặng quá, hoặc là những các cái vấn đề viêm nhiễm các thứ dính, thì đấy là lại vấn đề khác mà chúng ta cần điều trị ngoại khoa. Thì đấy là những cái vấn đề về van. Thế còn van nhân tạo thì có các cái điểm gì mới ở trong cái trường hợp này không? Thì ở đây là người ta sẽ nhấn mạnh là một số điểm lựa chọn van tim cho phẫu thuật, van sinh học với van cơ học, thì nó tùy cá thể hóa của bệnh nhân. Nó không như trước là cứ tuổi này thì van cơ học, tuổi kia van sinh học. Người ta chỉ khuyến cáo là tuổi trẻ hơn một chút thì nên van cơ học, tuổi già hơn một chút thì van sinh học. Nhưng người ta cũng để cho một phần là để cho các bác sĩ bàn bạc, và tùy tình cảnh bệnh nhân, nếu khả năng bệnh nhân dùng chống đông hoặc là chống chỉ định dùng chống đông thì chúng ta nên thay van sinh học cho bệnh nhân. Và cái đích điều trị chống đông thấp hơn ở các cái van thế hệ mới, nó ghi rõ là các cái van thế hệ mới sau này thì cái MINR nó sẽ thấp hơn, nó không cao như ngày xưa. Và có một cái chuyện điều trị chống đông bắc cầu thì chúng ta cân nhắc lợi ích những nguy cơ trong trường hợp mà chúng ta cần phải mang bệnh nhân đi mổ. Một cái khác chúng ta phải dừng lại và chúng ta truyền cái heparin hoặc heparin trọng lượng phân tử thấp, hoặc là khi bệnh nhân có thai chẳng hạn thì chúng ta dùng các cái thuốc chống đông như thế nào, thì ở trong này nó cũng nêu rất là rõ. Ở đây chúng ta ví dụ như vậy, ở đây nó có mấy cái modify này, thì cái lựa chọn này là do các bác sĩ quyết định. Thứ hai là trong cái trường hợp van động mạch chủ và van hai lá nhân tạo cơ học thì rất là hợp lý cho những bệnh nhân dưới 50 tuổi hoặc là những người có chống chỉ định cho dùng thuốc chống đông. Thế đấy, xin lỗi như vậy đấy đấy, hoặc là hoặc là những người không có chống chỉ định cho dùng thuốc chống đông. Còn nếu những người có chống chỉ định cho dùng chống đông kể cả dưới 50 tuổi thì chúng ta cũng có thể tính đến chuyện như vậy. Còn ở bệnh nhân giữa 50 và 70 tuổi thì là cần có một cái sự lựa chọn dựa trên cá thể hóa bệnh nhân, giữa van cơ học và van nhân tạo ở trên từng cá thể cụ thể. Đấy, còn ở những trường hợp trên 70 tuổi thì tốt nhất là nên chọn các cái van sinh học cho bệnh nhân. Ở đây nó ghi rõ như vậy. Chúng ta thấy là tất cả các cái này chỉ ở mức độ 2A hoặc là 2A thôi, chứ còn chưa có cái mức độ nào là ở mức độ 1 để người ta nói, để nên để thì chúng ta hiểu rằng là cái việc lựa chọn giữa van cơ học và van nhân tạo nó vẫn là cái việc lựa chọn, đôi khi nó là cá thể hóa để cho bác sĩ quyết định. Đấy. Ở đây chúng ta thấy là gì? Năm nay năm 2017 nó đã định rõ cho chúng ta là gì? Cái INR chỉ cần từ 1.5 đến 2.0 thôi. Ở những cái van nó ghi rõ hẳn là bệnh nhân van cơ học Onyx X. Onyx, đấy nó ghi rõ đấy. Và bệnh nhân không có nguy cơ huyết khối kèm theo. Còn ở những cái bệnh nhân khác là cần dùng 2.5 và ít nhất 3 tháng ở những cái bệnh nhân sau làm TAVI mà không có nguy cơ chảy máu cao. Đấy, chúng ta thấy rằng là bây giờ sau một cái thay van mạch chủ qua đường ống thông chẳng hạn thì người ta hỏi là dùng chống đông bao nhiêu lâu và cái ngưỡng là bao nhiêu, thì chúng ta chỉ cần trả lời là dùng khoảng 3 tháng và với cái đích là khoảng 2.5. Thì đây là những cái nó rất rõ trong cái khuyến cáo chúng ta cần phải đọc đầy đủ. Và người ta cũng nói chúng ta là một cách gọi là reasonable ở sáu tháng đầu tiên sau khi thay van động mạch chủ qua đường ống thông thì chúng ta sử dụng clopidogrel hoặc và sau đó là aspirin suốt đời với cái liều từ 75 tới 100 mg. Ở đây là chúng ta đấy hết là rõ trong cái trường hợp này đấy.
mà người ta không khuyến cáo chúng ta sử dụng NOAP trong trường hợp bệnh nhân có van nhân tạo cơ học nhé. Ở đây là nói rất rõ cái chuyện đấy là không có chỉ định như vậy. Đấy. Ở đây người ta cũng nói cho chúng ta một cái rõ nữa là gì? Tôi đang hỏi chúng ta một cái câu lúc nãy là một trường hợp mà đang dùng van nhân tạo INR trong khoảng giới hạn cho phép, bệnh nhân đi nhổ răng có phải dừng thuốc chống đông và để bắt cầu bằng heparin hay không? Thì đến cái khuyến cáo này nó nói rất rõ cho chúng ta là gì? Đối với những cái bệnh nhân mà đang dùng van nhân tạo, dùng kháng vitamin K trong cái khoảng điều trị INR khi làm các cái thủ thuật minor, nghĩa là thủ thuật nhỏ, ví dụ như là nhổ răng hoặc là lấy cái phẫu thuật để thay cái thủy tinh thể này, thì không cần phải dùng các thuốc chống đông mà vẫn tiếp tục tiến hành một cách bình thường. Thế do cho nên là rất nhiều bác sĩ răng hàm mặt họ cứ rất là sợ, họ cứ hỏi chúng tôi nói là thế INR bao nhiêu? INR bệnh nhân xét nghiệm là có 2.4, 2.5, thôi mình cứ chắc chắn mình xét nghiệm lại thêm lần nữa vẫn là 2.5, thì khẳng định là không cần phải dừng, bác cứ uống như thế mà đi phẫu thuật. Nhưng chúng ta đừng có vội vàng trả lời như khi mà chúng ta chưa xét nghiệm là INR nhé. Có trường hợp là xét nghiệm lại là INR nó tận 3 mấy chẳng hạn, 3.5 hoặc 4.0, mà chúng ta bảo số bác đi nhổ đi thì nó chảy máu không biết bao giờ mới cầm được, thì đấy là cái rất là nguy hiểm. Thì đây là nó chỉ định loại 1 đây. Còn chúng ta có thể dừng cái việc kháng vitamin K, không cần nhé. Ở đây tôi nói là nó ở đây nó cái khuyến cáo thì nó rất hay so với cũ. Không cần bridging, nghĩa là không cần dùng các cái chống đông cầu nối ở những cái bệnh nhân mà cái van được cái thay van động mạch chủ cơ học, động mạch chủ nhé, cơ học có 2 lá van, không có yếu tố nguy cơ nào khác mà cần phải mổ hoặc phẫu thuật. Thế bây giờ nó lại đưa ra khuyến cáo là mức độ 1C. Tóm lại là gì? Bệnh nhân, một cái bệnh nhân thay van 2 lá, cái van cơ học 2 lá thế hệ mới, hoàn toàn onx chẳng hạn, đang điều trị cái INR đạt yêu cầu rồi, bệnh nhân bây giờ có kế hoạch đi cần phải mổ cái ruột thừa, có phải dừng lại mấy ngày để truyền thuốc chống đông bắt cầu hay không? Thì đến cái khuyến cáo này chúng ta nói là không cần dùng cái đó, có thể dừng cái thuốc chống đông trong vòng vì kháng vitamin K trong vòng 5-7 ngày để bệnh nhân mổ xong và chúng ta quay lại dùng. Thì đây là một cái rất khác với ngày xưa. Nhưng chúng ta cũng nhắc lại là gì? Cái bridging vẫn cần phải dùng khi bệnh nhân là gì? INR khi nó chưa đạt được các cái liều điều trị ở cho những bệnh nhân đấy, hoặc là những bệnh nhân cần phải làm các cái thủ thuật ngoại khoa mà bệnh nhân có van động mạch chủ nhân tạo có rất nhiều các yếu tố nguy cơ tắc mạch, ví dụ như bệnh nhân có vào cái thế hệ van động mạch chủ cũ hoặc là bệnh nhân van 2 lá cơ học. Các bạn phải hết sức tỉnh táo chỗ này nhé. Tự nhiên một người lại thay van 2 lá cơ học, bạn lại bảo là mặc dù INR tốt rồi, bây giờ làm một cái phẫu thuật không phải cho thuốc bắt cầu đâu, thuốc chống đông bắt cầu là sai hoàn toàn. Đây nó chỉ cho van động mạch chủ cơ học thế hệ mới và có 2 lá van và INR tốt, và bệnh nhân không có những nguy cơ tắc mạch khác, ví dụ không phải nằm lâu gãy xương vân vân rồi cái thứ, thì chúng ta có thể tạm dừng và không cần bắt cầu. Còn lại van động mạch chủ thế hệ cũ, van 2 lá cơ học bất kể thế hệ nào thì vẫn phải dùng cho cái thuốc gọi là chống đông bắt cầu trong cái lúc mà chúng ta dừng cái thuốc chống đông đường uống. Thì đấy là những cái mà chúng ta phải đọc hết sức là kỹ để chúng ta nắm bắt được. Ở trong này nó cũng khuyên chúng ta là khi mà bệnh nhân cần phải làm phẫu thuật thủ thuật mà có chảy máu thì chúng ta phải truyền cái phác đồ, truyền frozen cái plasma, nghĩa là cái plasma đông lạnh ra làm sao, thì chúng ta phải dùng nó như thế nào, thì người ta sử dụng hết trong cái trường hợp như này để chúng ta hiểu là thực ra cái khuyến cáo nó rất là kỹ, các bạn có đọc hay không thôi, đấy là chúng ta rất quan trọng. Thế còn bây giờ câu hỏi là cái đích điều trị chống đông tốt nhất của những bệnh nhân này như thế nào, thì trong này khuyến cáo nói rất rõ. Đối với cái van nhân tạo cơ học van 2 lá thì chúng ta phải cho kháng vitamin K, các bạn đừng có lằng ngoằng cái chuyện NOAP NOAP ở đây nhé. INR là 3.0 cộng với aspirin khoảng 75-100mg dùng suốt đời. Đối với van động mạch chủ cơ học và không có những nguy cơ khác thì cái INR của chúng ta vẫn khoảng 3.0 cộng với cái, xin lỗi, with risk factor, nghĩa là có kèm theo các cái nguy cơ tắc mạch cao khác, thì chúng ta vẫn phải duy trì ở mức độ cao cộng với là aspirin. Nhưng mà ở những cái van động mạch chủ
cơ học mà không kèm theo những nguy cơ tắc mạch khác là gì? Những cái ban động mạch chủ thế hệ mới, hay là ban bệnh nhân không có những nguy cơ tắc mạch, không có tiền sử tắc mạch, không có cái nằm lâu, không có những cái yếu tố khác đã từng huyết khối, thì khi đó chúng ta chỉ cần duy trì ở cái mức INR là 2.5 cộng với aspirin lâu dài. Đấy. Còn đối với ban cơ học thì chúng ta làm như nào? Đối với ban hai lá thì chúng ta duy trì INR ở mức 2.3 và trong 3 tháng đầu tiên, sau đó chỉ cần dùng aspirin thôi. Có nghĩa chỉ cần dùng 3 tháng đầu tiên. Đối với ban động mạch chủ cũng 3 tháng mà cái mức khoảng 2.5, nhưng cái mức này nó chỉ là class 2B. Còn đối với thay van động mạch chủ qua đường ống thông, thậm chí chúng ta không cần phải dùng quá lâu như vậy, mà chúng ta chỉ cần là dùng trong cái những cái ngày đầu tiên thôi, và sau đó là chúng ta dùng ngay clopidogrel cộng với aspirin trong vòng 6 tháng đầu tiên. Ở đây để chúng ta thấy như vậy, để chúng ta thấy là thay van động mạch chủ qua đường ống thông ở đây là người ta đã chỉ định chúng ta như vậy với mức độ 2B, để chúng ta thấy như vậy. Còn trong thực tế thì người ta nếu có thể được thì chúng ta vẫn có thể dùng cái reasonable là trong 3 tháng đầu tiên cái chống đông với cái mức độ là INR nó thấp thôi, để chúng ta hiểu được như vậy. Một khi bệnh nhân bị huyết khối van nhân tạo thì chúng ta làm gì? Nếu chúng ta nghi ngờ bệnh nhân khó thở đang có van nhân tạo mà bị huyết khối thì chúng ta ngay lập tức làm siêu âm qua thực quản, siêu âm qua thành ngực xin lỗi, để chúng ta đánh giá cái mức độ huyết động của bệnh nhân, cái chênh áp có qua van hay không. Ở đây có một cái là các bạn không để ý là cái chuyện này đây. Chuyện này đây hôm trước là có bạn hỏi tôi mà thế bây giờ cái siêu âm làm cũng vẫn nghi ngờ chưa làm được, thì tôi bảo mang ngay sang đây, nghĩa là mang ngay sang phòng trùng mạch cho bệnh nhân nên soi luôn thì thấy hai cái cánh nó kẹt cứng này, nó không đập được nữa, thì đấy cũng là một cái cách để chúng ta đánh giá là cái van này nó có hoạt động hay không. Bên cạnh cái đánh giá về mặt huyết động bằng cái siêu âm thì chúng ta có thể nhìn thấy được cái chênh áp rồi các thứ qua van, thậm chí chúng ta có thể nhìn thấy được cái huyết khối. Nếu mà tắc cái van ở bên trái thì chúng ta tốt nhất là chúng ta làm được thêm cái TE, nghĩa là siêu âm qua thực quản để đánh giá cái kích cỡ của cái cục huyết khối. Nếu mà bệnh nhân là có Niha class 3-4 thì chúng ta phẫu thuật cấp cứu ngay. Nếu mà bệnh nhân mà có cái cục huyết khối lớn trên 0.8 cm², hoặc là nó di động cũng nên phẫu thuật ngay. Còn nếu bệnh nhân mà nó đã xảy ra trong vòng 14 ngày gần đây rồi, nhưng mà cái Niha class có nghĩa là nó chỉ mức độ 1-2, không khó thở rõ, và cái cục huyết khối nó nhỏ, thì khi đó bạn có thể là cho bệnh nhân thuốc tiêu huyết khối và sau đó là truyền heparin tĩnh mạch. Ở đây chúng ta thấy là rất rõ như vậy, thì cái này thì chắc các bạn đi trực chúng ta cũng đã xử lý rất là nhiều rồi. Đấy, nó là rất là nhiều vấn đề. Thôi thì tóm lại là hôm nay thì chúng ta có khá nhiều, bây giờ nói nữa thì chúng ta cũng ù tai, và cái phần nào chúng ta cần về phải đọc thôi, vì trong khuyến cáo nó rõ, nhưng mà cái cách chúng tôi muốn đưa cho các bạn là cái diễn giải như vậy là để chúng ta hiểu được vấn đề. Khi chúng ta đọc thì chúng ta đọc cái chúng ta áp dụng vào từng trường hợp bệnh nhân cụ thể của chúng ta ngay thì chúng ta mới nhớ được, chứ còn nếu chúng ta cứ đọc khuyến cáo ngày tháng thì nước chảy bèo trôi thì chúng ta không bao giờ nhớ được. Bây giờ chúng ta mới đến tần phụ nữ có thai chẳng hạn, chúng ta phải làm gì, chúng ta phải trước khi đánh giá kỹ lưỡng làm sao, phải bàn bạc giữa cả bác sĩ tim mạch, bác sĩ sản khoa rồi các bác sĩ ngoại khoa. Chúng ta phải, nếu bệnh tim nặng thì chúng ta phải can thiệp trước khi có thai, không may khi có thai thì chúng ta phải can thiệp làm sao, và không nên phẫu thuật van tim cho lúc có thai nếu không có thuốc, nếu không có suy tim trầm trọng nguy cơ cao hơn, và vấn đề dùng thuốc chống đông như thế nào trong có thai. Bây giờ nó cũng có một số thay đổi, đặc biệt là cái thay đổi trong cái này thì chúng tôi cũng dành thêm một phút nữa để chúng tôi nói để trả lời cho câu hỏi có van tim kia có thai không. Bệnh nhân có thai mang van nhân tạo, điều trị thuốc chống đông như thế nào? Đấy, thì vẫn phải điều trị thuốc chống đông. Nếu bệnh nhân đang dùng với cái liều của warfarin mà dưới 5mg trong một ngày, có nghĩa là liều tương đối thấp. Thế ở một số bạn đi hỏi tôi câu hỏi là thế thì nó tương đương với bao nhiêu sinh tôn, thì thực ra cũng không ai dám trả lời cho nó chắc chắn cả. Nhưng mà với cái liều đấy, liều tương đối thấp mà bệnh nhân đã đạt được hiệu quả điều trị, thì cũng giống như chúng ta dùng sinh tôn của chúng ta, thì chúng ta cũng thấy là một cái liều sinh tôn tương đối thấp mà chúng ta đã đạt được cái hiệu quả điều trị là chúng ta khoảng 1/4 viên chẳng hạn, đấy là khá là thấp mà đã đạt hiệu quả điều trị. Thì khi đó chúng ta làm gì? Nếu ở trong cái thời kỳ đầu tiên, 3 tháng đầu tiên, thì chúng ta vẫn cứ tiếp tục dùng cái kháng vitamin K này và theo dõi INR. Đấy, hoặc ở đây là hoặc nhé, cái mức độ này là mức độ 2A, cái màu vàng này 2A, do cho nên là người ta khuyến cáo chúng ta vẫn dùng cái đấy. Nó khác, thay đổi cái này khác hay ngày xưa nhé. Ngày xưa chúng ta nếu được học thì chúng ta thấy là 3 tháng đầu là gì? Thay bằng heparin.
trọng lượng phân tử thấp. 3 tháng giữa là gì? Quay trở lại kháng vitamin K. Và 3 tháng cuối là chúng ta lại làm gì? Chúng ta lại quay trở lại về heparin, trọng lượng phân tử thấp. Nhưng ở đây người ta lại ưu tiên hơn là cứ tiếp tục sử dụng như thế. Sau đó hoặc là chúng ta sử dụng là heparin trọng lượng phân tử thấp. Đấy, với cái, nhưng khi sử dụng cái này bắt buộc chúng ta phải xét nghiệm được cái anti 10A, nghĩa là kháng 10A với cái mức độ là 0.8 đơn vị trên ml đến 1.2 đơn vị trên ml. Sau 4 đến 6 giờ khi chúng ta dùng cái liều tiêm cho bệnh nhân, đấy thì chúng ta phải được như thế. Và chúng ta chỉnh cái liều hoặc là chúng ta dùng cái heparin thường không phân đoạn truyền liên tục với APTT bằng 2 lần so với cái mức bình thường, cái nhóm trứng của chúng ta. Đấy là như vậy. Thế còn những trường hợp mà ngay ban đầu đã dùng cái liều warfarin liều khá là cao rồi, trong cái thời kỳ đầu tiên của thai kỳ đầu tiên, thì chúng ta, người ta trường hợp này người ta lại thay đổi một chút, là chúng ta nên sử dụng cái heparin trọng lượng phân tử thấp hoặc là heparin như kia với cái mức độ như kia. 3 tháng giữa thì làm gì? Nghĩa là cái thời kỳ thai kỳ thứ hai đấy, thì vẫn là kháng vitamin K chỉnh liều cộng với aspirin. Đấy. 3 tháng cuối làm gì? Vẫn như thế dùng tiếp. Chỉ đến khi chúng ta là dừng cái warfarin và sau đó truyền cái liều heparin trọng lượng phân tử thấp trước khi mà chúng ta có kế hoạch là dự tính để truyền đẻ cho bệnh nhân. Trung bình khoảng một vài ngày, khoảng một tuần. Đấy thì chúng ta thấy như vậy. Nó không như ngày xưa là đến 3 tháng cuối chúng ta lại vận chuyển như thế kia, thì cực kỳ là phức tạp ở trong cái chuyện đó, để chúng ta rất là dễ hiểu. Thực ra là còn rất nhiều vấn đề nữa, là phẫu thuật trước khi van tim thì chúng ta có phải chụp mạch vành hay không? Câu trả lời nó rất là rõ rồi. Rồi còn một loạt các cái vấn đề khác nữa. Nhưng mà hôm nay thì trong cái buổi giảng này thì chúng tôi chỉ muốn gói gọn là như thế, thì chúng ta cũng đã đủ có rất nhiều vấn đề rồi. Ở đây chúng tôi muốn gợi mở cho chúng ta, không thể đọc ngay một lúc chúng ta nhớ hết được, nhưng mà chúng ta phải có khái niệm là đọc lại. Ai cũng có trách nhiệm đọc lại thật kỹ. Và từ cái đọc đấy thì chúng ta mới áp dụng cho cái thực tế của chúng ta làm như thế nào. Thì đấy là tất cả những cái vấn đề mà tôi muốn giới thiệu với các bạn ngày hôm nay, trong vòng cũng là cũng khá là cái thời gian cũng khá là lâu rồi đấy. Thế nên ra là chúng ta cũng